Mệt chưa? Mệt thì gật đầu và chưa thì lắc đầu. Hả? Mệt rồi à? Đi vòng nữa nào. Thôi, ta đổi đùa thôi. Cảm ơn các con. Cảm ơn vũ đoàn của bộ tộc vui vẻ. Xin cảm ơn. Yeah. Thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Thiên đường ẩm thực mùa thứ 6. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, chương trình Thiên đường ẩm thực mùa đầu tiên đến ngày hôm nay là mùa thứ 6. Và từ mùa đầu tiên tới mùa thứ 5 là Trường Giang với vai trò là ông Hoàng Hạnh Phúc. Vậy thì tại sao mùa thứ 6 này lại xuất hiện với những trang phục như này? Tất cả đều có lý do của nó. Thưa quý vị, với cái mong muốn được nhiều người yêu thương hơn nữa, với mong muốn cho quý vị có những bữa ăn tinh thần nó khác biệt hơn nữa, thế nên đội ngũ ekip đã bàn luận và xây dựng một câu chuyện hoàn toàn mới trên cái nền đã có, là cái nền Thiên đường ẩm thực cũ, là ông Hạnh Phúc nay đã cao tuổi, đã có vợ, đã có gia đình và đã có con, nên chọn việc ông về ông nghỉ ngơi gia đình. Còn xuất hiện một ông khác là tộc trưởng của bộ tộc vui vẻ. Ngày hôm nay tôi đứng đầu của bộ tộc vui vẻ xin giới thiệu tới quý vị ngôi nhà của chúng tôi mùa thứ 6, Thiên đường ẩm thực bộ tộc vui vẻ. Và ngày hôm nay, quý vị thấy hai đứa nhỏ nó khiêng tôi lên đây. Vì sao? Ngày hôm nay là ngày tôi được làm tộc trưởng, được đứng đầu cái bộ tộc này để gọi là cùng anh em xây dựng một bộ tộc vui vẻ và hạnh phúc. Bộ tộc này chỉ có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là vui, và nhiệm vụ thứ hai, vui thì ăn. Ai không vui thì không được ăn. Đó là quy luật của bộ tộc. Và ngay bây giờ là sự xuất hiện của những anh em thân thiết đại gia đình bộ tộc vui vẻ của chúng tôi. Xin mời. Hay quá. Ngược ơi, phi ngược ơi, phi ngược ơi. Ngược ơi. Quay người lại. Năm cái đuôi nó lại rồi. Cái con, cái con này chạy ve được hả? Năm cái đuôi nó lại, tộc trưởng. Thôi, nắm cái đuôi này, nắm đuôi này đúng không? Dạ. Rồi, tụt xuống. Rồi, đây, ngồi, nghỉ ngơi. Thưa quý vị, cũng không quên nhắc với quý vị là chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Xin chân thành cảm ơn nước mắm Calamen đã đồng hành cùng với chương trình. Ngày hôm nay xin giới thiệu tới quý vị, đây là những anh em trong bộ tộc vui vẻ của chúng tôi. Thì thưa quý vị, hiện tại bộ tộc của chúng tôi hơi vắng người, chỉ có 7 thành viên thôi. Do trận bão hôm qua. Do bão tóc hết mấy cái liều rồi. Người đi theo luôn. Thưa quý vị cũng thấy đây, chúng tôi đã xây dựng một bộ tộc. Quý vị nhìn thấy giống là đi cắm trại trên Pleiku không? Nhìn mấy cái lều y chang. Đẹp quá. Đã. Quá đẹp. Đây xin giới thiệu một thành viên trong bộ tộc. Đây là người chuyên về trị sở trường hát nhạc vui. Ở đâu? Bây giờ. Không có. Hả? Xin giới thiệu nghệ sĩ Tấn Bèo. Cái gì vậy? Chào. Cái đó là khi nào cúng vô mùa. Hả? Vô mùa làm rẫy. Chào vậy. Chào khán giả cũng chào vậy được vậy. Dạ. Chào bà con hàng xóm. Dạ. Hả? Ừ. Đó. Mà cái dòng này là dòng của con gái hả? Phải. Ngoài chợ ở Sapa bán này. Xin giới thiệu. Hả? Người thở. Người đàn ông hiện tại vừa mệt vừa bị bóng gân. Hả? Nghệ sĩ Linh Tâm. Bây giờ nhân ngày này tặng quà được chưa? Tôi mang hai trái dừa này từ trên buôn xuống. Dạ. Mà đi bao nhiêu cây số rồi phải cầm hai trái dừa nặng về muốn chết luôn. Dạ. Bây giờ dân được chưa? Rồi được rồi.
Không, mình bị đau đầu gối bớt quỷ đây. Bỏ đi, bỏ đi. Tộc trưởng ơi, đây là hai trái dừa nồng nàn hương vị. Xin kính cẩn trao ai, mời người tri kỷ nhậu trái dừa ngày What? Nay cho tròn vẹn tâm tình. Hay quá. Có câu ca. Cô Lạc, cô bây giờ có ca giọng cổ là tiến bộ quá ha. Mấy cái dừa đó chừng nào muốn uống đưa qua em nghe. À, để em nạo dừa hả? Nạo. Đây, thành viên còn lại của đội bên phải là nghệ sĩ Dũng Nhi. Yeah. Rồi. Gì hả? Chào. Đây, quý vị ơi, trong bộ tập chúng tôi lung là lung hết cỡ, mập là mập hết ga. Sai nào cũng có. Sai nào cũng có. Quốc Khánh. Ê, quà sao được chết vậy? Không quên. Trời ơi, vuốt vuốt là gọi là gì? Đó, lấy lọc, lấy lọc. Lấy lọc. Rồi. Cầm bông về cút mà gì mà không đưa. Hả? Ủa, cái này là tặng đó hả? Tặng. Tưởng chương trình đưa là để hả tô điểm theo cái cho nó đẹp. Mà ngộ ha anh Béo. Sao? Anh em mặc đồ đàn ông hết á. Sao tự nhiên mình mặc cái đầm vậy? Mà con trai gì mà đầm mà còn cổ tim nữa. Kỳ vậy? Ủa sao chương trình kỳ vậy? Ê, giống như mấy cái cô mà bán mấy cái củ đinh lăng rồi mấy củ sâm ở trên Lào Cai đó. Đó đó đó, chắc vậy quá. Không có đâu, vậy thôi chứ em đàn ông lắm. Mấy cái cô mà ven núi. Thấy cầm cái bông là biết đàn ông rồi. Thôi chứ em tặng anh Giang. Xin cảm ơn. À, thưa quý vị, tiếp theo là một nhân vật trong bộ tộc. Công việc hàng ngày chỉ ngồi một chỗ. Ai đưa vô thì nào, ai không đưa không nào. À, là sao không hiểu à? Dạ cười. Đây là lối sống bình thường, còn khi mưu sinh. À, vỗ tay cho Minh Dự. Dạ. Em tặng tộc trưởng bịch muối. Trời. Sao vậy? Sao vậy? Ừ. Ý nghĩa. Ăn muối vô cho đậm đà. Câu nào câu nấy tới già còn vui. Hay quá. Quá hay. Ở đây thưa quý vị, thưa các chị, thưa các anh, là bé Phước là trẻ nhất đúng không? Dạ. Mình là trẻ nhất, mình tự giới thiệu cho khán giả nhớ mình lâu hơn một tí. Dạ, em con chào mấy anh. Con chào mấy anh. Chào tù trưởng đi. Còn dạ. Mấy người này khỏi chào. Dạ, con chào tù trưởng. Tộc trưởng. Con chào tộc trưởng. Đâu ở tù. Dạ, em tên là Ngọc Phước, em là diễn viên ạ. Rồi, ngày hôm nay là bé đó là trẻ nhất. Đúng rồi. Mà ở đây mình người lớn không? Đúng rồi. Thôi về đi con, thôi về đi con, thôi về đi con. Sao vậy? Để cho lại ăn uống chứ, tự nhiên đuổi người ta về. Nói chơi vui thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nói về luật chơi ở dạ. Mùa thứ 6 này. Khoan à, em muốn tặng quà. Dạ. Dạ, tặng quà mà sao cậu vậy? Không cậu, em vui mà, tặng quà vui mà. À. Dạ đây, dạ đây em tặng quà, em có câu thơ nữa. À, có câu thơ nữa. Dạ. Em xin đọc câu thơ ạ. Đàn ông mà chơi búp bê, vợ về vợ thấy vợ về quê luôn. Hả? Chương trình mình á là chương trình thiên điểm thực mùa thứ 6. Bộ tập này là bộ tập vui vẻ, ai không vui vẻ yeah. Trời ơi, làm thơ cái gì vậy? Đúng là thể hiện sự tuổi trẻ bồng bột. Thưa quý vị, ở mùa này chúng tôi sẽ có 3 vòng chơi. Vòng 1, vòng 2, vòng 3. Và vòng cuối cùng là cái vòng thứ 4. Là thường chúng ta thấy mùa trước là mình ngồi mình ăn bánh xèo. À, mình ngồi ăn bánh ngọt. Dạ. Rồi mình uống trà ăn mứt. Thì không. Không. Trời, mùa này không có ăn gì luôn hả? Có. Nhưng mà không ăn đơn giản như vậy. Ở chương trình mùa này, vòng thứ 4 chúng tôi sẽ mời tới đây những nhân vật street food. Hoặc là những cái cô, các chị, các anh, các thím bán những món ăn vặt đường mà ngon. Mà đặc biệt là cuộc đời họ có một câu chuyện để chúng ta sẽ nhìn vào họ mà mình thấy dù khó khăn bao nhiêu thì người ta luôn mỉm cười với cuộc sống. Và những món ăn ngon. Đúng vậy. Còn vòng 1, vòng 2, vòng 3 thì chúng ta ăn theo chủ đề. Dồ. Có thể là món miền Tây, hoặc là món dưới biển, món trên rừng, hoặc là món vùng miền. Yeah. Và mỗi vòng chúng ta sẽ có tiền thưởng riêng. Thế nên chúng ta phải chiến thắng mỗi vòng để lấy tiền thưởng. Đây, hãy nhìn qua bên phải nè. Chúng ta có 3 cái rương. Rương số 1, rương số 2 và rương số 3. Đây là những rương kho báu. Mỗi vòng sẽ có 1 phần quà trong 3 rương này. Thì 3 phần quà là cho 3 vòng. Và tổng số tiền thưởng, tổng tiền thưởng của 3 vòng là 10 triệu. Chúng tôi sẽ chia ra ngẫu nhiên. Có thể vòng 1 nó nằm đâu đây 9 triệu. Có thể vòng 2 nó nằm đâu đây 1 triệu. Vòng 3 không có đồng nào. Ngẫu nhiên thôi, may mắn thôi. Vì sao chúng tôi thay đổi luật này? Vì sao? Vì để mỗi vòng chúng ta phải chiến thắng. Để thứ nhất là phải lấy quà. Và chương trình cũng rất là ưu ái cho những người anh em. Mỗi đội sẽ nhận ngay bây giờ
6 triệu đồng. Được 6 triệu đồng này để chúng ta vừa chơi vừa dùng. Nếu như vòng nào mình thua mà cái món đó mình thèm quá, hỏi đội kia bán không, mua cái đùi gà. Mỗi người 6 triệu đó mà món ăn nào cũng 7,5 trở lên không ạ? Mỗi đội 6 triệu. Ủa? Mỗi đội 6 triệu. Đó, còn bán bao nhiêu thì cái đội thắng với lại tổng trưởng quyết định. Chứ gì đó, em thèm gà này quá, giờ em 300 bán không? Đó. Và sau cuối chương trình, đội nào mà mua nhiều, thua nhiều thì phải mua nhiều mới ăn chứ. Thì còn lấy ít tiền thì đội kia chiến thắng. Chiến thắng họ, cái tiền mà mình đưa cho họ mình mua là thuộc về họ nha. Không thuộc về chương trình nha. Là phải ăn sao cho mà người ta thèm, người ta phải bỏ tiền ra mua cho mình. Đúng rồi, là thứ nhất là mình vừa được tiền ở trong cái rương rồi. Mình vừa được ăn mà mình vừa được lấy tiền họ khi họ mua nữa. Đúng chưa? Đây, chia ra mỗi người một nửa. Đấy. Em làm thủ quỹ nha. Cầm đi. Rồi, thưa quý vị thân mến, tập đầu tiên mùa thứ 6 của chương trình Thiên Đường Ẩm Thực, đợt này chúng tôi sẽ mang đến một cái khẩu vị nó thuộc về cao nguyên Lâm Viên đó. Thì chúng tôi sẽ cho quý vị thêm chủ đề là những món ăn về Tây Nguyên. Xin mời. Đây là những món ăn về các tỉnh miền Tây Nguyên. Ví dụ như anh Beo đã từng ăn món gì Tây Nguyên mà anh Phái? Chẳng hạn như là Tây Nguyên thì mình cũng có nhiều vùng cao à. Dạ. Mà cái món mà gà đúc đốt lửa với lại cơm. Cơm làm nướng. Cơm lam á, cơm lam. Cơm lam ống tre. Đó là cái món đặc sản của vùng cao. Trời ơi. Pleiku. Rồi. Đó, mấy cái vùng đó đó. Bên mình có ăn không? Em chưa được dịp lên mấy cái vùng cao để mà thưởng thức du lịch luôn á. Đà Lạt. Đà Lạt, em có đi. Ừ, thì sao nó chưa là vùng cao? Thưa quý vị, rất là nhiều, ví dụ là gỏi lá của Cơm Tâm này, rất là nhiều món, rất là nhiều. Thì ngày hôm nay đầu bếp sẽ cho chúng ta thưởng thức những món như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi clip sau đây. Chào mừng các anh em của tộc trưởng đã đến chúc mừng tộc trưởng lên ngôi tộc trưởng. Hôm nay tộc trưởng sẽ thiết đãi những món ăn độc đáo của người đồng bào đất đỏ Tây Nguyên. Rau lủi mọc rất nhiều ở rừng Gia Lai. Không những ăn ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt còn làm đẹp da nữa đấy. Anh Huy đầu bếp sẽ lặt nhiệt tình những nhánh rau lủi này. Đập dập tỏi, vậy là xong phần nguyên liệu chính rồi. Bật bếp lên nào anh đầu bếp ơi. Nhớ để lửa thật lớn nha. Phi thơm tỏi. Cho rau lủi vào và đảo thật nhanh tay mới được nha. Anh đầu bếp xúc chảo một cái xem chơi nào. Rồi rớt luôn. Nêm thêm gia vị cho thật vừa ăn. Nhớ cho thêm nước tương khơi lên men để dậy vị rau hơn nha. Cái tên. Vậy là xong món ăn đầu tiên, rau rừng xào tỏi rồi nè. Rau rừng có độ giòn sừng sực, đặc biệt càng nhai thì càng có vị thuốc bắc, làm thanh mát cổ họng, khiến cho người ăn cảm thấy rất lạ miệng. Lạ còn hơn cả Minh Dự luôn đó nha. Người Tây Nguyên hay dùng củ nén và ớt xiêm xanh cho những món ăn có mùi tanh như cá. Vì củ nén giúp át tanh, làm cho món ăn dậy mùi thơm. Và ớt xiêm xanh cũng có công dụng y như củ nén. Cá giả củ nén là một trong những món ăn đơn giản, ngon miệng, lại thuận tiện để người dân Tây Nguyên mang đi làm rẫy xa. Đi gần cũng mang. Cá nục hấp, sau khi chiên thật vàng giòn thì đem bỏ hết xương. Cho phần thịt cá vào cối giả trước. Rồi cho thêm củ nén, ớt xanh, muối, ngò gai, rồi giả tiếp nào. Không cần tập tạ, chỉ cần giả cá như thế này mỗi ngày thì 10 năm sau, thân hình cũng không khác gì các BT đâu nha. Nani. Cá đã thấm nhuyễn cùng các nguyên liệu. Mùa mưa mà có chén cơm trắng nóng hổi, ăn chung với một ít cá giả củ nén thì thôi, còn gì để nói nữa chứ.
Đã nói đến ẩm thực Tây Nguyên thì không thể bỏ qua các món nướng mọi. Tộc trưởng sẽ thiết đãi mọi người món heo nướng ED và món bò nướng ống tre nha. Dùng hết sức mình để thái thịt ba rọi ra. Rau ngò gai, húng lủi thái nhuyễn, ướp thịt với rau mùi cùng các loại gia vị. Chờ 30 phút rồi mới xếp lên vỉ nướng nha. Bò thái lát mỏng giống thịt ba rọi lúc nãy. Sả, củ nén, ớt xiêm xanh, băm nhuyễn, tiêu xanh đập dập. Ướp chung tất cả với nhau trong 10 phút. Cho bò vào ống tre. Bọc phần đầu với giấy bạc thật kỹ, rồi đem đi nướng thôi. Lửa than phải thật hừng nha. Đặt bỉ thịt ba rọi lên và nướng trong 10 phút. Nhớ trở mặt như anh đầu bếp nha. Tranh thủ nướng luôn cái ống tre bò. Trở ống tre liên tục để bò được chín đều. Thịt heo nướng ED bèo béo. Bò ống tre thì thanh ngọt thơm lừng. Ăn kèm với các loại rau rừng Tây Nguyên. Chấm cùng muối ớt xanh lá é. Bao nhiêu vị mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát đều được nếm đủ. Như là nếm trải hương vị của cuộc sống này vậy đó. Cà đắng được mọc rất nhiều ở chân núi và sườn đồi, có tác dụng chữa bệnh phong thấp. Cà đắng khi kết hợp với thịt ếch thì sẽ cho ra món ếch ung cà đắng. Thịt ếch chặt miếng vừa ăn, đem chiên cho hết mùi tanh. Vàng như vậy là lấy ra được rồi, chiên nữa là khét đó. Cà đắng cắt đôi, ngâm với nước muối. Thịt ba rọi cắt nhỏ, đổ hết dĩa này vào phi, rồi cho thịt vào. Cho nước vào, nêm nếm gia vị cho thật vừa ăn nào. Nên nhớ, bí quyết để tạo sự đậm đà là nước mắm Kerlemen nha. Lấy cà đắng đã cắt đôi hồi nãy cho vào nồi. Tiếp theo, thái nhỏ lá tía tô cho vào, rồi tắt bếp là đã hoàn thành rồi. Ớt ung cà đắng, khi ăn miếng đầu tiên có thể sẽ hơi khó ăn vì có vị đắng của cà, nhưng ăn miếng thứ hai cũng sẽ vẫn thấy đắng. Bù lại, cái ngọt, cái thơm của thịt ớt sẽ xua tan cái đắng. Ăn vài miếng là bạn sẽ mê cái vị đắng này cho xem. Vậy là đã xong xếp đầu tiên mà tộc trưởng muốn đãi cho cả nhà rồi. Cố gắng chiến thắng để được thưởng thức những món ăn ngon hết sảy con bà Bảy nha. Đó, đó là những món ăn ở vòng đầu tiên. Thưa quý vị, trò chơi sau đây là một trò chơi có tên gọi là ăn quả như kẻ trồng cây. Thưa quý vị thân mến, như đã nói, tên gọi của trò chơi này là ăn quả như kẻ trồng cây. Dạ. Hai đội chơi song song với nhau. Rồi. Người chính giữa sẽ gấp mỗi lần một trái táo, sau đó chấm muối cho nó đậm đà hương vị, rồi đưa cho hai người bên cạnh ăn. Cứ liên tục như vậy rồi gấp cho họ ăn. Sau 3 phút đội được ăn nhiều hơn và chừa lại hạt để chúng tôi đếm. Nghiêm cấm tình trạng nuốt luôn hạt, dẫn đến các loại bệnh trong bao tử. Thì trong vòng 3 phút đội được ăn nhiều hơn thì chiến thắng. Và dĩ nhiên là chúng tôi tính hạt, không tính những cái phần mà cắn hai phát bỏ ra. Dạ. Và gấp là gấp bằng đôi đũa khổng lồ. Không 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 ăn ớt được không tộc trưởng?
có chấm muối chứ không phải là chấm ớt. Trong ông muối ớt á không ăn được không? Tao quy định ăn táo phải chấm muối nó mới ngon nhá. Không không thích ăn không được không? Không thích mời về. ăn đi cái này lên chúc mừng sinh nhật của tộc trưởng mà. Đó, đãi phải ăn hết. Rồi chúng ta là những người là đàn anh. Dạ. Đúng rồi, những người gọi là cha chú. Đúng rồi. Thì đừng chơi ăn gian. Ai? Tại sao làm vậy? Ai? Đây. Ăn gian cái gì? Lật ngửa lại. Mình khi nào này đau hai mặt. Mặt này đau, mặt này trị bệnh, tôi không có bệnh, tôi đến mặt này cái này. Cái này cũng lạ nha. Cái mùa này á, tộc trưởng là sắm những cái này lạ nha. Dạ lạ. Cái thảm này là trị bệnh phong thấp luôn mà. Đúng rồi anh. Đứng lên là ai bị bệnh phong thấp là không có bị nè. Đó. Còn đâm vô giò đó. Dạ. Chúng ta đã chắc chắn về vị trí chứ, vị trí của mình chưa? Rồi tộc trưởng. Tức là anh đeo gấp. Rồi. Mình giữ gấp. Dạ. Tại răng em ăn chậm lắm. Nói thiệt. Rồi, thang mời cầm đũa nào. Cái này đâu phải đũa đâu tộc trưởng. Cái này cầm dùi, cầm dùi đánh trống hay gì đó. Rồi mình có cầm cái này không? Đúng vậy, hai người hai bên cầm hai cái mạt nhỏ. Thời gian chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Bắt đầu ha. Không được bước ra khỏi. Khoan, đếm lại, đếm lại, đếm lại chưa? Để lại, chấp luôn á. Chấp luôn. Đó, chấm muối. Bình tĩnh đi. Chấm muối nè, chấm muối nè. Chấm nè. Chấm, chấm. Chấm. Tôi có quyền, tôi có quyền. Tôi làm sao miễn ăn thôi nè, tôi chấm gấp rồi tôi chấm nè, chấm nè. Đó. Cái chiêu của tôi, cũng tôi được, ăn miễn tôi không chấm. Có quyền, có quyền. Nhưng mà nè, phước. Không, người vậy thôi. Người còn lại không được dùng tay, hai người còn lại không được dùng tay. Phước. Hai người còn lại không được dùng tay. Đi ăn món gì? Khánh. Không được dùng tay, hai người còn lại không được dùng tay. Rồi, ăn món gì? Bỏ vô đi, bỏ vô. Hứng đi, đưa vô hứng chứ. Nè, chấm muối nghe. Đưa đây muối nè. Đó. Nè, muối. Phước. Chấm muối nè, có muối nha. Ngon hơn. Nè, chấm nè. Chọt cho miệng tôm nè. Đây nè. Khánh. Wow. Bỏ. Yeah. Nè, đưa vô hứng nè. Yeah. Muối nè. Phước. Có nhạc nè. 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 Ăn nè. Nhớ ăn. Đợi muối nè, có muối nha. Liếm liếm luôn, muối. Đây nè. Chuẩn bị được. Gấp chậm chậm chút được không? Không được. Ăn thì ăn đi. Tao gấp vô thì cứ ăn đi. Ăn cái tao ở trong cái đó của mình mà. Yeah. Ăn hết nè. Cái trái táo này làm như có trét dầu dừa vậy á. Nó bóng bóng trơn trơn anh ơi. Táo này của nhà Khương Dừa trồng nè. What? Có dầu dừa là bị Khương Dừa rồi. Thôi tổng trưởng, tổng trưởng trượt cái học lại về đúng đúng tiêu chuẩn chưa? Đúng rồi, để lát đếm đó, đúng rồi đó. Trời ơi, đừng có hỏi, ăn đi, tôi mệt, tôi hỏi được chi nghĩ. Đó. Ây da. Thằng này tập thể thao chút. Đơ à, đơ tay chứ không nha. Cần chờ. Ăn táo hồi xong ăn mấy món ngon nổi. Không cần, ăn đi. Ừ, đúng rồi, chính xác. Hai người kia bên là lát có thắng cũng đâu ăn nổi nữa. Ăn táo ngon rồi. Có đeo lát khỏe nè. Tập thể cho ăn rồi lợi hồi hết ăn mấy món mặn được luôn. Tao đổi người rồi ông ăn. Cứ ngán quá. Phải chuyện ai biểu đã chọn gì. Sao đâu ăn đi. Một năm nhìn trái táo là chạy luôn. Ây da. Trời ơi. Không lâu rồi nữa. Sao nó mệt quá vậy ta. Một đậu chút nữa còn mà. Ăn đi. À quên nữa, gấp chi cho nhiều. Cũng được. Được cái này ta tập. Miễn sao mình lấy được bằng hai cái cây thôi. Lo ăn đi. Đừng có nghiên cứu. Đừng có nghiên cứu theo mình. Hai tay. Tại sao? Một tay hai tay. Miễn hai cái cây thôi. Một tay hai cây thôi chứ. Hết giờ. Mình thắng chắc rồi. Hết giờ. Thời gian đã qua. Dùng tay kìa. Cho ăn gian không đủ rồi. Không ổn rồi. Đây đổ qua đây. Đổ qua đây nào. Xong ăn hết vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây 6 hạt. Kiểm tra kỹ vụ chụp tay vô nha. Một mình Khánh là 2, 4, 5 hạt. What? Trời ơi. Đây 3 hạt là 8 hạt. Tao. Thưa quý vị, quan trọng đúng là cuộc sống. Đúng. Các em nó còn trẻ quá. Nó còn khỏe. Nó còn mạnh. Ừ. Còn bên đây vừa đau cái đầu gối vừa đứng lên đây nữa. Rồi phải liếm cái cây cọng này cũng nữa. Phần số bên anh nằm bên bộ lạc này khổ quá. Gặp không giỏi nhưng mà người ta ăn không giỏi. Thưa quý vị, đội Quốc Khánh sẽ bước vào đại tiệc và chắc chắn lấy được phần thưởng đầu tiên của chương trình. Hay quá, cố gắng lên mấy em ơi.
Ở anh ba gấp lia liệu quá mà sao hỏi anh kỳ vậy? Nhiều lắm mà, đây nè, đây là ăn hại không đó. Đề nghị chương trình nha, đã cấm dùng tay mà tôi nhìn bên kia tôi thấy có dùng tay. Anh lo đó, anh lo mình đi, cái đó có bờ giám khảo người ta tính. Có vậy thôi. Giám khảo là thiên vị sao nội. Anh ba ơi, hay quá. Luôn một buổi gì kỳ vậy? Không, mình phải thôi. Mà động quan kia luôn đi, không phải tôi chui tôi rớt vô cái bộ lạc này. Trời, tôi thiếu gì bộ lạc văng vô cái bộ lạc này xui ăn tập như đó ăn cũng xong nữa. Thôi mấy anh vô anh làm tộc trưởng đi, để tộc trưởng ra đây. Thôi bắt cái sao mà sao chị bắt em xui vậy? Em muốn xui chung không? Không có thôi. Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, chúng ta đã có bữa ăn của miền đất Tây Nguyên hoành tráng. Đây chúng ta có rau lủi hay là còn gọi chung là rau rừng đó, xào tỏi, bò nướng ống tre và heo nướng ED. Còn đây là ếch âm cà đắng. Ừ, ngon ha, ngon à. Dạ không, anh đừng hỏi, anh hỏi chi đổi thua mà. Ủa, còn phải lau đũa hả? Chưa, chú lau được. Chưa ăn mà ăn chưa? Cái này là để trang trí, để có. Anh biết, tưởng dọn ra là ăn chứ. Khoan. Ăn đó hả? Sao vậy anh? Chung, ta có tiền từ từ, mà. Từ từ. Mình thua anh đó. Anh ăn tráng miệng trước. Ủa? Cái gì ăn tráng miệng? Trời ơi. Sao chú Beo cái gì chú Beo cũng nhét trong đây hết trơn. Phải. Hồi nãy lo gấp xong không ăn. Giờ thèm ăn nữa. Kệ họ đi, họ thua mà. Đây, chúng ta sẽ thử. Để xem thế nào. Đúng rồi, chúng ta thử đi coi nó làm sao. Ý, mình thua mà. Tập hưởng thử thôi. Ủa? Dạ. Không được ăn. Dạ, ngon rồi. Được rồi. Ngon. Vì sao? Xào trên lửa lớn á. Ừ. Cho nên cái rau xanh mà nó vẫn còn giòn. Nem cũng vừa. Ngon á. Dạ, con xin phép mấy chú cho con ăn. Dạ. Lễ phép hay là trêu ngư người ta vậy? Không, con xin phép. Ừ, ngon. Ngon mà. Sao có hai trái à? Thơm bùi tỏi, giòn. Rất hình trái. Ngọt. Hãy ăn đi. Rau để luôn có một vị nhẫn của riêng đó. Ngon quá. Cái mùi lạ thơm thơm. Con này là ăn à, mình ăn đừng nói chuyện được không? Ồ, đúng. Bình luận chưa? Ừ. Anh nghe cái tiếng em nha. Nha. Nó giòn mà. Nó giòn lắm. Đừng hỏi anh, hãy hỏi đời bạn. Ngon lắm anh. Ngon. Dạ, ngon. Bao ngon. Táo nó giòn nhưng mà cái rau nó cũng giòn nữa. Món tiếp theo là heo rừng nướng ED. Này món này ngon nè. Cầm cái chén lên Khánh, cầm chén lên. Nghiêng về ống kính. Nghiêng về ống kính. Nghiêng về mấy chú hay nghiêng về ống kính? Nghiêng về ống kính, mấy chú. Bớt diễn lại. Đây là ui lá é nè, nhà nước chanh vô. Có cần quậy quậy lên không anh? Có. Tại vì khi mình nhà, mình để vô đây. Lá é là muối xanh, người ta giả cho lá é đó anh. Rồi lá é là lá trồng nhiều ở Phú Yên đó. Đúng rồi, bỏ vô. Thơm. Đúng rồi anh ơi, nè, em nãy em gắp miếng bò nè, chấm vô đây nè. Trời ơi. Ngon á. Ngon quá. Thơm thiệt, heo ngon thiệt á. Vẫn còn giòn. Ngon quá. Ngọt, gia vị nó đậm đà. Nè, chú coi cái thịt ba chỉ mà con không thấy chỉ đâu, chỉ thấy thịt thôi nè chú. Đó, chấm cái muối này nó wow, nó thơm lắm. Ăn đi con ăn đi. Ăn đi, nãy giờ chú khoan. Ăn đi theo rồi. Chưa đâu nè. Cái miếng này ha, nó mũi được miếng luôn, cứng lưỡi luôn các bạn. Đây, chấm miếng này vô. Con nhiều được miếng là không phải tại ngon đâu. Tại nó không có chặt đấy. Cơ hàm không thấy nào, như cái này cũng ngon. Rất là ngon nha. Ăn cơm đó. Hả? Bỏ miếng cơm trắng lên, già vô miệng nè. Cho mình ăn rau gì vậy? Heo này là bảo đảm dai mà giòn thực thực luôn á bộ. Nếu mà mấy chú ăn rồi tụi con sẽ bán rẻ cho. Dạ đúng rồi. À thôi để cho mấy đứa ăn đi ha. Bên con đang có chương trình nữa, mình mua theo combo hay là mua lẻ từng món nữa. Ví dụ combo nguyên một set là tụi con có giá sỉ. Còn mà mình thích ăn món nào quá mình mua lẻ từng món tụi con cũng có bán luôn, chương trình ưu đãi. Rồi thôi mấy đứa ăn đi. Thôi để cho nhường cho mấy đứa ăn đi tại đó giờ mấy đứa chưa ăn. À. Chúng ăn rồi, mình nói mấy món này mình không có gì để chọc tức chú thèm á. Cái lại chú cử thịt heo. Cảnh ăn rồi, cảnh ơi. Thơm đậm đà. Thơm đậm đà hương vị lắm anh Dũng Dĩ ơi. Ngon lắm anh Dũng ơi. Cá giả củ nén. Cái gì? Món này là của đồng bào ta mang theo đi làm ruộng làm rẫy đó. Đem theo ăn. Dạ là sấy khô hả? Sấy không? Cá nục hả?
cá này là mua từ cá hấp, cá đồng hấp trong chỗ ba con đó. Xong cái mình về mình chiên lên, xong mình giả với củ nén với ớt rồi mình bỏ vô trong cái bị mình mang theo đem ăn chung với cơm nắm. Trà bông nó giống như trà bông vậy đó, giả ra như trà bông. Mà nói thật với anh Ben nó đúng rồi đó, mấy đứa này chưa bao giờ ăn đâu, chưa bao giờ ăn. Dạ. Ăn đi, ăn đi cho biết thiệt chứ. Nhường cho mấy đứa ăn á. Ăn với cơm, ăn cơm. Nhưng mà anh Dũng ăn chưa mà chép miệng quá vậy? Nè, kiềm lại, ảnh em lại, mặc gan kiềm. Cảm ơn anh. Trời ơi, con Khánh ăn nhiều nhiều. Thấy nó ốm yếu quá. Nó ăn thấy thèm nè, Khánh ăn thấy thèm nè. Ngon. Mua đi mua không? Mua đi. Khỏi. Chú nên bình tĩnh, chú nên bình tĩnh. Nói là món này là người lớn là thích ăn lắm. Những người mà thích ăn khô, ăn cá là ăn cái này xuất sắc luôn. Ăn rồi, món này mình ăn rồi. Không. Mà lại còn cơm nóng nữa chứ ba. Mua đi. Mày giữ tiền hả? Không. Không à. Dũng ơi. Ngon lắm nghe. Không à Dũng. Ngon sao, mấy đứa ngon không hả? Không có thầy tanh nha. Không có mùi tanh gì hết, tại là nhờ bắn thiếu cho chú Bèo đi. Bả xong không cần thiết, không muốn ăn là mua còn ăn thôi chứ. Không, em giữ tiền em chưa. Bây giờ là cái này mình em xin cái muỗng, con cho chú Bèo ăn thử một muỗng. Đúng rồi. Ăn thử, ăn phi không trả tiền. Ăn phi, ăn thử một muỗng. Hàng thử gì đó. Ăn thử. Tổng trưởng thấy sao, tổng trưởng? Ở đây cũng có luật của chương trình. Đó. Mong các anh chị hãy chú ý tới luật của chương trình. Đó chứ. Ý là mình bán mình phải bia cho anh, mình cho ăn thử cái này, mình bán rồi mình cho ăn thử. Anh tép tờ anh. Dạ, tôi mua nữa. Mất hết tất cả rồi. Dạ, ngon lắm. Đây. Cái cơm này rất là nóng mà nó rất là dẻo. Ừ. Mà nó rất là thơm. Rồi. Cái cơm dẻo thì ở đâu cũng có. Dạ. Túi nó nói đi. Không phải là ngon quá nó không được. Ở cái cá này không có tanh, hồi đại mình nó tanh nhưng nó không có tanh. Kỹ không tanh nói rồi. Nó rất là thơm, nó mặn mặn mà nó không quá mặn, nó vô cái cơm mà nó vừa ăn. Qua nó có mấy cái ớt cay cay nó làm cho cái mùi cá nó nồng lên thêm nữa, nó thơm hơn. Hòa quyện với nhau rất ngon. Rất là ngon, tuyệt vời. Ăn vừa đi. Nói vừa chảy nước miếng luôn. Để tóc ăn tí. Tóc bước ngày xưa khô á, trẻ ngọn ăn vô tóc mượt mà nó thơm bức luôn á. Cái đế xạo á. Đây là bò nướng ống tre để chúng ta sẽ ăn. Cái này hy vọng nè. Cái này có xả, có các loại gia vị. Trời ơi, ăn như cái lá luôn. Ông tộc trưởng nên ông sinh ra để ông ăn, không làm gì. Ăn giỏi không làm. Mùi thơm quá. Tộc trưởng ăn rau nhiều quá. Ăn lá này để tưởng tượng lá kia. Cái này lá bên đây nha, lá cuốn như vậy mua ở ảnh nha. Trời đúng rồi quá. Không nở ăn luôn á. Bớt đỡ. Trời ơi. Mình ăn nhiều loại lá. Vậy ha anh. Cuốn được không ăn? Có. Lá chát có, lá đắng có. Có lá sung nữa ha. Lá sung nữa nè. Phải không? Cái bò anh nó thơm, nó không cần chấm lá gì sung, nữa. Lá sung, lá sung. Đúng rồi. Ngon. Lá sung. Cái chát chát chua chua của lá nữa anh Giang. Trời ơi, chảy nước miếng luôn á. Em nghĩ là mấy anh nên mua đi, tại vì mấy món sau cũng hơi xui lắm. Ngon là đúng rồi. Người ta có câu đi một ngày đàn hoặc một sạc khôn, mấy chú đi quá đi rồi. Ăn được quá ăn rồi. Ăn đi. Cho mấy con ăn. Mà sao chú khóc? Hả? Khóc mày. Ủa mình không thèm mà sao mình đứng hoài vậy? Không, đang coi mà. Còn ngồi xuống để người ta coi thường. Không, cứ ngồi xuống để coi thường. Không có ai coi thường, mình không mình thèm mình chịu. Thưa quý vị thân mến, cái món mà anh Tấn Beo thèm nhất, bảo đảm trong lòng anh đang nói luôn, chính là món này. Có thể ếch cà đắng. Chạy đâu thoát. Và không như mình, anh Tấn Beo, cả đội đều thèm món này nhất. Thứ nhất là vì nó đang bốc khói nghi ngút. Thứ hai là cà đắng là một trong những đặc sản của đồng bào Tây Nguyên. Mà cà đắng có nhiều loại. Có cái loại cà đồng bào ăn chưa? Ở đây ăn cà đồng bào chưa? Chưa. Tôi làm anh như đồ đũa vậy nè. Có, anh có ăn rồi. Đắng cũng khiếp, người thường ăn không được. Còn cà này là một loại là cà gai thôi, để ăn lai chút rồi. Cà đồng bào mà để vô nấu một cái là cỡ tụi em là chạy liền. Đắng cũng khiếp. Đắng hơn hôm qua nữa. Đắng hơn hôm qua gấp trăm lần. Còn cái này là em thấy cái môi trên chút nữa rồi. Cái này hình như lạ nè. À ngon à, ngon à. Nên mình mua à. Cái nào nói thiệt. Đây, tiếp tục. Tôi nói chú không mua là đúng đó.
tiếp rồi ăn nữa mà ngon quá đi chứ. Ngon. Không ăn ngon, được ngon. Món tài nguyên. Món tài nguyên thì không thể thiếu. Cái gì nữa? Cái này mới đáng mua nè. Riêng cái này chúng tôi không bán. What? Cái này uống không có đảm. Cái này ở trong nhà. Cái này của tổng trưởng đãi hả? Đãi. Cái này trong nhà ăn rồi. Mua cái này thì bán kèm. Đố, bây giờ anh đố ba đứa nè. Cuộc đời của anh Bèo với lại anh Tâm với lại anh Nhí là có ghét chung một con số. Đó là con số mấy? Con số đố bên kia mà. À đố bên kia, đố bên kia. Mình không biết con số đó mà. Số mấy? Em không biết. Đó chỉ là con số 4. Bị sắp xếp cái bốn cái ống hút dịch. Mua cái này có mua không? Bây giờ mình phải ra cái gói combo. Mình mua cái này, mình tặng kèm một lần uống cái này. Đó rồi, kiếm tiền chứ. Cái này là của luôn hả? Này uống từ đầu tới cuối rồi là. Đó. Vô. Mình uống đi tuần sau đi. Gì đã? Ê, không biết uống thì thôi anh nha. Nói cho mấy đứa biết, nè mấy đứa đừng uống bây giờ nè. Ăn miếng này hay uống. Biết sao không? Cái miếng cà nó nhẫn, nó đắng, miếng bết, miếng ớt nó thơm, nó dậy mùi. Quất cái này vô là đỉnh cao. Từ nhỏ lớn em chưa uống cái rượu cần đó. Thề luôn hả? Em thề luôn. Thật lòng hả? Thật. Thưa quý vị, đây là gọi là đặc sản về văn hóa ẩm thực của đồng bào Tây Nguyên, họ luôn luôn phải có rượu cần. Đó phải là nhậu nó say xỉn. Mà họ nhậu họ uống để tạ mừng á. Trời đất, tạ là mình cho vụ mùa bội thu đó quý vị. Đúng vậy. Uống hết em đổ nước lạnh vô là nó thành rượu. Wow. Cái men của nó đó. Dạ. Thử đi. Hình như đi rồi hãy uống này. Hình như mấy đứa nó chưa tới tuổi uống nữa em ơi. Đúng rồi. Không có tới tuổi đừng ép đúng cái này. Đừng có tập nó Giang ơi. Không, cái này là đặc sản văn hóa vùng miền anh. À cũng uống được luôn hả? Có ăn cái này à, rượu cho nó nhắm nhắm miếng nó biết thôi. Nè mình cùng nhau chờ đợi cái lấy cái mũ mốc nè. 1, 2, 3. Vô. Ếch cực kỳ tươi nhưng đó. Mà không nghe một chút mùi tanh luôn. Đó, đó khen ngọt thịt. Khen trong một cái sự mà cố gắng. Không. Gắn gượng khen. Rất ngọt thịt. Nên là gắn gượng để thèm nè. Ta phải đi trả anh ba người nha. Rồi, hấp nước đi. Cái cà đi. Ủa, sao lần đầu tiên em ăn cà đắng thì nó đắng lắm mà nó không đắng ta. Nó mới đắng. Nãy mới nói đó. Cà đắng có mấy loại lắm. Rồi ngồi xuống nào, ngồi xuống nào. Nó hơi nhẫn nhẫn mà nó thơm. Thôi, đang còn nhẫn đúng không? Dạ. Đây, kê vô đây. Mình có thể đang có nhẫn chứ bên kia là hết nhẫn được rồi. Thôi vậy là mất kiên nhẫn rồi. Mất kiên nhẫn rồi. Xin hỏi có muốn tham gia trò chơi không ạ? À? Đây là trò chơi để chúng ta giành phần ăn ạ. À. Xin hỏi có hay không? Anh Dũng cầm tiền kìa, anh Dũng cầm tiền kìa. Rồi, cho tao xin cầm đi. Xin cầm. Mua này. Cái giá nó như thế nào? À, chưa có giá mà. Mua gì phải hỏi chứ. Thí dụ không? Anh nãy giờ dự có nói em rồi. Thôi anh em mà mình cũng đi diễn gặp nhau hoài là ấy đối xử mà căng quá cũng kỳ lắm, chăm ba người ăn luôn ha. Không cần năn nỉ, mình đi đến đây mình ăn thì mình thích là mình vô quán nào cũng vậy, ăn là trả tiền. Được, xin rõ là ăn gì trả năm đứa tao. Anh muốn mua cái gì? Món này 2 triệu. Thôi giờ ngồi xuống. Không, anh ngồi xuống. Tôi nói ngồi xuống 2 triệu ăn không triệu rồi. Triệu. Bây giờ khỏi tốn tiền luôn, chơi trò chơi nè, thắng là ăn. Yeah. Khỏi tốn tiền luôn. Trò chơi gì? Nói. Chơi gì nói. Hãy ra. Ba anh em mình chơi với nhau. Rồi nói. Ai ăn nhiều chanh nhất thì ăn đồ ăn. What? Nhưng mà các bạn cũng biết là chanh nó có tính axit. Dạ. Yeah. Nên sau khi ăn xong có khả năng là mình không còn cảm nhận. Cảm nhận đi ăn món khác nữa. Yên tâm, đây có người ăn một ngày 2 ký chanh. Ăn gì? Ăn một ngày 2 ký chanh được. Để chi vậy anh? Đừng hỏi cái chuyện đó của ta nhưng. Mày ăn hết tao ăn. Đó ăn có ăn chanh thiệt nhưng mà ăn không lợi anh ba, ăn ba ăn chua dữ lắm. Ồ. Bây giờ sao? Nhưng mà chơi trò chơi này tương tàn lắm nha, tại vì ba người chơi chỉ có người thắng thôi đó. Đúng rồi. Vậy thôi một người ăn đi. Mấy người kia nhịn chứ. Vậy thì mình bỏ tiền cho mình mua cả ba người hết cùng ăn. Hết thời gian chơi trò chơi. Rồi xong. Trời ơi. Nói chung là trò chơi còn nhiều nhưng mà chúng tôi nhận thấy rằng đội các anh em đây không có nhu cầu chơi. Chơi không ăn. Họ đó là họ có cái sự tự trọng của họ chứ. Yeah. Họ nói họ dòng sau họ sẽ ăn hết bởi vì họ thắng. Đúng. Dòng này thì đâu cần phải ăn mấy cái món này. Mấy đứa em nó chưa biết cho nó ăn. Đúng rồi. Nó đang thèm mà. Đó. Dành giật với em muốn chi. Con ăn đã xong. Thì bây giờ hãy cử một người lên chọn giải thưởng. Được ăn, được nói, được gói đem về quý vị ơi. Đó nè, có nè, cái gì? Ý
trời thôi. Đây, hãy chọn vị trí số 1, số 2 hoặc số 3. Bây giờ nhóm tụi em vòng đầu tiên chọn theo phong thủy số lượng người đi. 3 người tụi em chọn số 3. Chúng ta đã chọn số 3. Thì cuối chương trình này, cái rương này chắc chắn thuộc về chúng ta. Còn trong đó có gì thì cuối chương trình sẽ biết. Con tôm đẩy đà, mơn mởn mà mọi người đang ngắm. Không phải là tôm bình thường đâu nha. Nó là tôm biển hồ đó. Bơ sáp lại là đặc sản của Đắk Lắk. Quả tròn, cũng có cuốn, có vỏ và có hạt. Siêu thơm, siêu dẻo luôn nha. Hãy tưởng tượng kết hợp giữa tôm biển hồ và bơ trong cùng một món ăn sẽ như thế nào nha. Tôm biển hồ, sơ chế cho thật sạch sẽ. Đem áp chảo bằng dầu ô liu. Bơ sáp, cà chua bi, dưa leo, tất cả đem cắt hạt lựu size 2XL. Bây giờ chuẩn bị phần nước sốt thôi. Sốt mayonnaise, thêm tiêu, muối, đường và nước cốt chanh. Khuấy đều tất cả lên. Đổ nước sốt lên và trộn đều thôi nào. Nhớ tác động một lực ép thật nhẹ khi trộn bơ để không bị nát nha. Thành phẩm đây rồi. Chỉ nhìn thôi là đã thấy lem rồi. Nhìn salad ngon mát, bơ béo ngọt thì chỉ muốn gấp ngay con tôm để chén liền mà thôi. Cơm lam không còn đơn thuần là một món ăn, mà nó đã trở thành nét văn hóa riêng biệt của người đồng bào Tây Nguyên. Gạo nếp ngâm từ 6 đến 8 tiếng, vớt ra để ráo, trộn với một ít muối. Anh Huy đầu bếp dùng tay phải để lấy ống tre và cho gạo vào. Thêm một ít nước. Đậy nắp ống tre bằng lá dứa. Rồi đem đi nướng vùi trong lửa than là xong món ăn rồi nha. Cơm lam mà kết hợp với gà sa lửa thì còn gì bằng. Gà phải là gà thả vòng vòng trong vườn thì thịt mới săn và chắc ngọt. Gà sau khi sơ chế đem đi ướp. Đừng quên nước mắm Colorman để dậy vị thơm đặc biệt nha. Hoa thật đều tay như anh Huy đầu bếp thì gia vị mới thấm đều. Sau một giờ đồng hồ thì đã có thể đem gà lên bếp nướng. Để ý trở gà cho không bị cháy nha. Gà nướng như thế này ăn không thơm mùi thịt gà thì không cần trả tiền đâu nha. Cơm lam chấm với muối vừng. Xé thêm miếng gà còn nóng hổi. Chấm vào muối lá é. Húp thêm một chút rượu cần. Thì thôi ôi, thứ bảy máu chảy về tim luôn. Muối kiến vàng. Nghe thôi đã thấy sợ rồi đúng không? Nhưng đừng lo, tộc trưởng hứa sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu. Ra vườn thấy tổ kiến vàng nào thì bắt ngay. Cho kiến vào thau nước nhanh nha, nếu không sẽ bị kiến cắn đó. Đó, mới nói luôn. Ngâm kiến vào nước sôi và rang qua lửa nhỏ. Khi chín thơm rồi thì đổ vào cối giã. Thêm muối và ớt bột. Giã đều tay. Vậy là có ngay một chén muối kiến vàng rồi. Anh đầu bếp sẽ dọn bàn ra vườn để hướng dẫn nấu. Bò được chọn phải là bò phi lê loại 1. Cắt dây khoảng 1cm theo sới dọc của miếng thịt. Rồi đem mâm bò siêu to khổng lồ này ướp với các loại gia vị.
trộn đều lên. Đứng đợi 5 tiếng là có thể đem ra phơi. Nắng phơi bò phải là nắng gắt thì thịt bò mới săn được. Sau 4 tiếng là phải trở bò một lần. Phơi 8 tiếng là có thể đem nướng nha. Đã là bò một nắng thì không cần phải nướng lâu đâu. Nước tắc và ớt xiêm xanh sẽ cho chén muối kiến vàng thêm bén hơn. Xé nhẹ miếng thịt, chấm nhẹ miếng muối, đưa nhẹ trước ống kính. Thôi, tới đây là hết chịu nổi rồi. Cá lăng có thể chế biến thành nhiều món. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa kiến vàng và cá lăng trong món lẩu chua kiến vàng thì chưa chắc ai cũng đã từng thưởng thức đâu nha. Cá sau khi sơ chế thì cắt khúc nhẹ nhàng, băm nhuyễn hành, củ nén và ớt xiêm xanh. Vì cho thơm và bốc khói thì mới được cho nước vào. Đợi nước sôi thì cho cá lăng vào. Nêm nếm các loại gia vị cho thật vừa ăn. Cho lá bếp, lá ớt và các loại rau vào nồi. Kiến vàng và trứng kiến vàng đi bắt hồi sáng, chỉ cần rửa sạch và cho vào nước dùng thôi. Càng nhiều kiến thì càng tăng vị chua nha. Vậy là có ngay một nồi lẩu chua kiến vàng rồi đây. Chất axit trong bụng kiến hòa vào nước lẩu tạo nên một vị chua đặc biệt. Người đồng bào xem kiến vàng và trứng của nó như lộc rừng, như thuốc quý. Nhìn lạ lạ vậy thôi, nhưng ăn vào ngon nhức nhối cả buổi tối luôn đó nha. Ở chốn nhộn nhịp này, không phải dễ dàng thưởng thức được những món ăn độc đáo như thế này đâu. Cho nên, các đội chơi ơi, phải là người thắng cuộc nha. Thưa quý vị, càng về đêm chương trình càng hấp dẫn. Thôi bộ, món ăn cái số lượng gấp đôi vòng trước à. Đúng vậy, những món vừa rồi là đặc sản. Với sự chế lại của các loại thực phẩm, nguyên liệu sẽ rất là hứa hẹn, khơi dậy nguồn cảm xúc vô tận. Đây mới đúng là đặc sản Tây Nguyên nè. Mấy món này mới đúng nè. Được, mấy món này được. Cho mấy em ăn chưa? Dạ chưa. Dạ, chút lấy tiền mua nha. Và thưa quý vị, sau đây là một trò chơi tuổi thơ ùa về. Tuổi thơ ùa về hả? Ai đã từng chơi u? Đây. Chơi u qua kia bắt người đó. Rồi vậy là thua rồi, cái hơi của chú Linh. Đúng vậy. Tao quá trời luôn mà. Đâu có tính vô u đâu, u là cái sức khỏe nắm kéo về. Không. Chúng ta u đó là chạy về. Bắt. Đụng là chạy về rồi. Thấy hơi dài à. Đó. Mà nhưng nó mà ôm dính cái là ở lại luôn á. Đây. Tất cả đều là dòng dõi đỉnh cao về cái lương. Thì họ u một tiếng từ quận nhất để có thể qua tới quận nhất. Chúng ta u một cái vô toilet hết u. Đó, u thứ đây. Bắt đầu xanh rồi đó. Bắt đầu xanh. Lát hồi bắt đầu nó nín thở nè. Đó, thấy chưa? Đúng đây rồi. Là, cái này là mình u mình ngồi anh Beo. Còn u chạy nó khác. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Thế nên để tạo sự cân bằng và công bằng cho cả đôi bên thì chúng ta sẽ có một luật riêng khi bước vào trò chơi. Ngay bây giờ là trò chơi. Như tất cả chúng ta đã biết, chơi u là gì? Sẽ có hai đội, mỗi đội có một lượt chơi qua lại với nhau. Đội bên đây quay đi u, ai bên đây bị chạm phải mà họ trở về họ vẫn còn đủ cái hơi họ u thì mình bắt buộc phải qua làm tù binh cho đội bên kia. Bị bắt á hả? Và tù binh là chỉ được đứng ở phía sau thảm cỏ thôi, không được bước vào giữa sân khấu. Rồi đội bên đây tới lượt mình chơi thì mình cũng phải u để làm gì? Để qua bên kia đụng được tù binh thì cứu tù binh về. Hoặc động được người khác thì bắt được người đó. Sau trò chơi được kết thúc, đội nào có nhiều tù binh hơn thì đội đó chiến thắng. Hoặc là mới chơi mà bắt hết tù binh về thì đội bên kia thua là chắc rồi. Và để tạo cái bằng cho cái sự gọi là hơi yếu, yếu, hơi mạnh, 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 bởi vì ghê mà. Đó, cho nên bên này
qua bên đây là U, à, còn bên mình qua bên kia là vừa qua vừa ca trường cổ. Vừa qua vừa ca trường cổ. Ca trường cổ đã hết cho chữ rồi, rồi nói rồi, ra hơi nó khác, còn cái U là nó khác, cái chữ U khác. Thì bảo vậy mình đừng anh mình chơi cho nó đẹp chứ. Có đàn nào mà chơi kỳ vậy đó. Đúng rồi. Ví dụ này, ví dụ này, 2, 3. Em ơi tháng bại chạy. Không được. Nó khó nhất. Này Lan ơi, điểm cộng đội em tính Lan thôi chứ người ta đã dùng uy quyền và thế lực buộc anh phải phụ vàng dông bỏ mối tình. Chưa hết thời. Hết hơi là ở lại bên đây luôn. Đúng rồi, ở lại bên đây luôn. Đó là phần thắng là thấy là thua rồi đó. Còn mình sợ mệt thì mình đi chậm. Em ơi tháng 7 mưa ngâu có cầu. Là hết hơi sớm rồi. Muốn chết chưa? Qua nửa đường rồi, hết hơi rồi. Chứ không lẽ giờ mình nghề của mình, mình chơi thì sao mình đặt. Nhưng mà giật thì mấy đứa nó khỏe hơn. Giữ mình lại mình hết hơi bên đó là mình thua. Ai ca cho nói. Mình hết hơi bên ví dụ nè, quên đi. Ví dụ sao? Ghe chiếu Cà Mau dẫn cấp xào trên dòng kinh ngã đúng, bài. Đúng đó luôn. Gái nằm xưa chẳng thấy ra vào. Rồi tập mập này nó ôm cái ca cái gì nữa mà ca. Thì sao qua đó phải kiếm cùng hết. Nó phải có lợi thế được, này cái lợi thế kia. Thôi công bằng đi tập trưởng, công bằng. Như vậy là bên mình là lợi thế về hơi. Bên kia lợi thế về tuổi trẻ. Cũng có thể thôi. Đúng không? Cái hơi là nó quan trọng, có khi cái người ốm không có thấy ra gì hết nhưng cái hơi người ta đầy đủ lực người ta. Vậy là mình chơi công bằng thôi chứ không có chấp, không có hơi, không có chấp. Bên mình là không cần báo là ai chơi trước để cho bất ngờ bên kia luôn. Đúng rồi. À có quyền ai có hơi chạy. Đúng rồi. Nè. Nhớ nghe. Anh bèo này nói là ai đây. Ê, bắt đầu. Làm sao ta chơi kịp. Đó. Nè, 3, 2, 1 chơi. Chơi làm gì phải là nguyên người qua. Rồi, tụi mình bị bắt thành công. Vô. Vậy gì? À, vậy làm sao mà này rút một kinh nghiệm. Cứ chạy đi, cho gần hết hơi giờ bắt. Cho gần hết hơi giờ bắt. Cái gì là bên đây là anh như là người trẻ tuổi nhất và là người mạnh nhất mà còn bị bắt. Qua cứu ra, đụng em làm gì vậy? Cứu con thủy. Qua đi, thấy chưa? Lại kêu cứu, chưa qua bên bển nữa cứu ai? Tụi bên là đứng trên thảm cỏ nha. Bây giờ á là bên đây qua rồi, giờ bên đây ngược lại. À. Ý, có khả năng là bên đây được một lần U. Để sao bên đây qua cái bắt được người, cái về thì còn người cuối cùng qua đây cái hết luôn. Bây giờ đề nghị là nhỏ gái này qua trước đi để bắt. Sao vậy? Sao vậy? Sao có vui vậy? Nó phải chấp mình chứ. Dạ. Anh à, có thể nó không mạnh bằng anh nhưng mà anh đang bị chấn thương đầu gối. Anh đừng có tính như vậy nghe. Thí dụ mà thằng Dự nó qua có thể anh ôm anh giật Dự được. Cái bữa này qua anh dám giật nó không? Nắm nó được, nắm được mà. Nắm nó đâu được, nắm nó mạnh nó kéo lại. Thôi mày bị bắt rồi mày đừng có cãi nữa. Kêu được mà chạy đi. Còn lãng lãng nó giật rồi. Lãng là vô. Rầm rộ á anh đi vậy tao có quyền mà trời ơi chạy về mà em bị chấn thương tâm lý luôn á. Cứu em về, cứu em về. Người ta
đang bị thương mà nó qua nó kiều kiều sao cho đứng dậy chơi cây giấy thôi mày bắt anh sẽ qua mình thật đánh tranh anh Dũng đã được cứu rồi giữ quá phước nè đây nè về rồi tay xanh lên lên ấy muốn qua mà không ôm chưa mà con nhá nó nè bắt giữ nè quấn dính luôn rồi không đâu quýnh em dịnh em tính ôm lại em miếng đừng đánh thôi có đủ anh dẫu không có đủ anh dẫu không có đủ anh dẫu không 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 có được không em chưa kịp đụng nha coi ra đi đâu đụng thấy rồi chưa thấy đụng không dạ đang khánh đụng đúng không ừ khánh thấy đụng không thưa quý vị theo lệnh Dũng Nhí là bạn Khánh đã đụng rồi. Đúng. Nhưng mà Khánh không công nhận. Dạ. Chúng tôi có 18 camera xin mời hình ảnh. Đó rồi. Đó rồi. Đó rồi. Qua đây có rồi. Có cho em. Bạn đó. Hả? Cưng đụng người ta là cưng bị nhiễm trùng. Cái gì? 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 Thưa quý vị, như vậy đội đã kéo được toàn bộ đội hình bên đây qua sân đợi mẹ. Giỡn à. Và chúng ta diễn viên chiến thắng và bước vào đại tiệc. Thưa quý vị, cô nớt thêm cho quý vị một phần nữa là chúng tôi xin ba bình oxy cho ba anh. Kính thưa quý vị, người ta có câu cười người hôm trước hôm sau người cười. Đúng không? Đúng, đúng, đúng. Và tại lúc chúng ta phải cười lại. Cười. Cười người. Ở vòng trước tụi em thắng tụi em cũng chưa kịp cười mà giờ cũng bị cười lại rồi nè. Vậy mới có câu gừng càng già càng cay. À, bữa nay là những ngày mà đoàn tụ mừng tộc trưởng mừng tộc trưởng sinh nhật của tộc trưởng cho nên ngày lên chức chứ lên chức của tộc trưởng thôi Linh Tâm sẽ hát câu dùng cổ tặng cho được có luôn hả? Không được không có đồng ý không trước khi ăn cũng vui phải có ca hát chứ đúng vậy đúng không trời à đồng ý rồi đồng ý không quá tuyệt vời một chào con tay đi gặp gỡ hôm nay biết bao giờ ta gặp lại nhờ chương trình thiên đường ẩm thực ta gặp gỡ hôm nay ăn cho nó say còn tụi bên kia chuẩn bị ra về gừng càng già càng cay đó là câu nói muôn đời cứ ăn đi cứ dùng đi cho nó bụng đó. Biết đâu rằng ngày mai ta không được ăn em mong là vòng ba em thắng để chương trình bật lại đàn nhạc ca này phải vậy thôi ca hoài cứ thắng nhiều cho họ thèm nhiều họ thèm đây là cái món gọi là heo thì nước mắm là salad tom and avocado bơ ha bơ cái gì đó bơ bơ gì nè à có mà chưa nè đây mình ăn nhẹ con tôm miếng salad đã trộn trời ơi nó hấp dẫn dữ vậy ta cái này là nếu mà em không trộn chanh nhưng mà ở nhà là em trộn với lại sữa chua Hy Lạp đứng bơ à cái bơ cái bơ đó lạ đó cái đó lạ nha ngon chứ nghe dòm là biết em mong. Không tin ăn thử mới tin không thôi quá quên không quên. Cần em tin nè cái mai chỗ này béo vừa phải cái bơ là béo béo thơm rồi cái rau giòn vị chua mặn vừa đủ thiệt ngon thiệt đó thật lòng ba anh em mình không ăn từng người ăn một người một bố ba đứa đều đưa vô để thể hiện cái tình đoàn kết của mình đúng rồi đó hai ba vô tụi em ngồi ở đây coi ba anh ăn như đang coi chương trình rạp công nhân vậy đó cái này là người ta gọi là ăn cua lô sen
Nè, chỉ cho coi nè. Kỹ thuật ăn mà làm sao người đó thèm, ăn nó nhiễu ra ngoài vậy nè. Đúng rồi, đúng rồi. Dơ, dơ. Không lẽ đâu. Thấy cái mùi vị sao? Cho miếng bơ, cho miếng bơ. Mùi sao anh? Ngon quá. Nó vừa béo, cái tôm nó chắc thịt. Đây nè, biết ăn hay không là cái bơ ngon lắm mới giữ. Đây nè, nghe bà nói nè. Đó, rồi đưa em cái này gì chứ? Em thích mấy món đầu thôi. Phát hiện cái này nước gì chứ? Nước mắm rồi. Nước mắm Clement. Bơ. Bơ trong nước mắm mà. Bơ. Phải là bơ bình thường. Không. Hãy nhìn xem. Đó, mình dầm đá đường sữa là cũng bình thường. Ớt chấm ớt dầm với nước mắm này ha. Ừ. Bơ nè, nè. Thứ gì chịu nổi. Khoan, thử. Bơ ngon hay nước mắm ngon? Không, không cần. Bơ ngon hay nước mắm ngon? Để cho học trưởng thử. À, thử đi. Cái này phát hiện lâu rồi mà chưa có chỉ ai. Chỉ có bộ tộc mình mới được ăn thôi. Dạ, mấy đứa ngồi đi. Ngồi. À, mấy đứa bớt thèm lại đi, bớt thèm lại. Hay dằn những cái thèm thuồng lại đi. Kỳ không? Dạ, bây giờ nè, mình sẽ ăn cái món đặc sản nè. Ngon quá. Đây là bò. Một nắng không? Vô bò à. Một nắng, bò một nắng. Xé ra. À. Đâu, ổ chết rồi. Dạ, bò khi mình nước, khi mình làm một nắng ta phải cắt dọc sớ để xé dễ đó. Đúng vậy. Đó, sau đó mình chấm với lại cái gì? Muối kiến. À, à muối kiến đây. Muối kiến. À thôi, này của anh mà. Ừ. Anh cái chén lại giùm tôi. À bên kia. Cầm giùm anh Khánh. Em có khiếu cầm chén đó nha. Lúc nãy nè, lúc nãy nè. Lúc nãy em cũng cầm mà sao hồi nãy vui hơn sao? Như vậy nè, đó. Ôi, cái này ăn cho nó thật sự rất chua chát luôn. Dạ. Có không anh ơi? Sau đó mình lấy cái bò này. Quá tuyệt vời. Trời, tóc trướng ngon kì không? Tóc trướng mũi nè. Trong bụng nó chất acid. Cái chất acid là chất để nó phun như mình khi mình đụng nó đó. Cho nên nó chua. Kiến vàng á. Đúng rồi. Ừ. Mà bò thì thơm khi ướp với giả. Nên nó mềm. Tộc trưởng có giấy cho ông dự nó không biết. Gọi là trời ơi. Ý anh này anh, ngon lắm. Bây giờ anh thử ha. Ngon thiệt. Nặng chanh nó phải biết nặng nghe mấy đứa. Đây nè, đó. Mình ăn mà cái bò mà một nắng đó mình nặng chanh với muối cắn kiến này nè. Đó, nó vậy nè. Bò này thơm mềm mà ngọt. Chanh mà nặng gì ai chịu nổi. Đây miếng bò này đây em muốn mua. Vì ngó tôi cũng thèm. Đó, anh đây sẽ bán cho em liền một khi em ra giá đi anh bán liền. Đây món bò này đây bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Anh nói ngay bây giờ. Món này anh bán 6 triệu liền một khi. Trời. Còn nhiều. Trời, thiếp đâu đủ tiền. Vậy thì chấp nhận ha. À, vậy thôi. Anh ba, ăn liền bò nè, thấy không? Đây nè, trước khi ăn miếng bò này, mình ăn cái này. Không lạ, lạ. Cái gì lạ vậy? Ngoại, tiếng hết. Tạo cảm giác cho đối thủ thèm. Ba, chanh là nuốt vỏ luôn á. Là nuốt vỏ luôn á. Vậy sao? Cái màn này làm tụi em sợ chứ không có thèm. Cho nó thông cổ. Nó chua miệng không? Sắc đầu miệng, sạch miệng nè. Mới thèm những cái món mặn. À, đúng là miếng chân xong á. Nó chua, cái sạch miệng nó mới đầu ăn cái bò, nó kéo một ngắn rồi. Nhìn anh ba ăn ngon lắm luôn á. Ông nói không chịu nổi. Ngon lắm. Cái bò mà mình để tươi ướp nướng là bình thường. Là ăn như là bít tết đúng không? Dạ. Còn cái này đặc biệt của dùng cao nguyên á. Thì người ta sẽ phơi. Dạ. Răng nắng. Phơi một nắng. Bò sẽ ráo lại. Ráo lại. Mà cái ướp của người ta không có ngọt với lại mà mặn hơn lại dưới miền Tây. Vậy cái vị nó lạc lạc vừa phải anh. Cái chuyện đó em không có cần hỏi.
Cái để em người ta ăn người ta thưởng thức rồi. Tại vì em còn em hỏi em về em làm ăn à. Em muốn tưởng tượng cái khẩu vị của anh đang ăn. Đây, bây giờ dù gì mấy đứa em nó cũng là những đứa em thân thương anh ba hả? Đúng vậy đó mày. Giờ mình chơi trò chơi này, ba đứng lên nè. Bắt tụi em ăn giấy. Đứng lên nè, đứng qua đây nè. Đó, sau khi mình để lên đây, mình buông tay bắt đầu mình hỏi ai giữ giấy được lâu nhất người đó ăn. Đó. Đưa lên nè, đưa lên, đưa lên. Đưa lên, đưa lên. Đưa lên, 2, 3, buông, hỏi. Đây, qua đây. Khánh thích em mất tờ giấy em luôn rồi. Rồi Khánh Khánh. Hay quá, ngồi đó đi. Tại gì? Bây giờ muốn ăn cái gì? Dạ. Muốn ăn cái gì? Thử nào. Con ăn những cái gì mà cô chú đang rồi con ăn. Không, một thử thôi, theo cái gì thử. Để cho con xin miếng bò. Đây, bò một sợi. Ủa, nó mỏng quá. Nó mỏng như miếng giấy nãy nổi luôn á. Trời ơi, rõ ràng. Nãy chúng tôi đang nói ăn cái đồ muốn. Ăn gì là ăn. Ờ. Ta phải muốn ăn gì ăn. Đúng rồi đây. Đây bò một sợi. Chấm 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 đây. Chấm chấm. Muối trứng kiến. Luật chơi chương trình mình ngộ lắm, bổ sung bất cứ lúc nào mà. Anh ba thông cảm. Một sợi chấm không được. Đúng rồi, cho nó không sợ đi. Chấm không dính. Nó tội quá à. Xếp ba đi Khánh. Em còn đồng đội của em. Kia kia. Đầu tiên con gái. Cắn vừa phải đi. Em nó còn nhỏ quá. Mà ăn đi. Em cắp coi con thấy ngon không? Thấy sao? Thấy sao? Thấy sao? À, thấy nó ngon không? Ê, không, không nở răng luôn á. Ngon quá mà. Mặc dù là chỉ là một sợi chỉ thôi, nhưng mà em cảm nhận thấy cái vị ngọt. Đúng. Cái xả nó thơm ngay cái phần này. Không, nói chung là quán vẫn còn mở cửa. Đây, cái món là thường thôi. Đây. Đây mà cái món quan trọng nè. Cái món này, cái này đi gà rồi. Kem trộn hay sao mà nó trắng vậy? Đừng hỏi kệ đó, nó làm gà thôi. Cái này là lúc anh với anh ba đi diễn ở trên Gia Lai. Trời ơi. Đi vô ngay buồn ăn. Ê ê ê. Tôi mở lên rồi. Đứng gì vậy? Nổi. Đây, em xin phép nha. Em thử chút. Gà. Làm sao xin chương trình làm tộc trưởng. Đây. Con gà có hai cái đùi nó quất một cái rồi. Ây da, nó giật, nó giật, nó giật. Đó, vậy mới ngon nè. Đó. Anh ơi, anh cắn như vậy là không ngon, để em chỉ cho ăn nè. Thôi, khỏi đi, khỏi. Ta biết ăn tộc trưởng mà. Món này tộc trưởng nấu mà. Chúng tôi lấy hai trái dừa nãy. Còn cái này nữa hả? Còn chứ, kèm nhau mà, kèm. Chấm muối mè. Đó. Trời ơi. Bây giờ mình có thử thách nào khác để được ăn. Dữ à. Em xé lên cái đùi. Hả? Xé đùi dân tâm đi. Không biết là em hiểu ý anh. Có hai cái đùi mà em cái anh cái. Không, bây giờ còn hai cái cánh. Đó. Anh cần lấy. Ở đây có nước rửa tay. Trời, cái gà nó thơm. Cái muối mè cũng ngon mà cái gạo. Cái cơm đan cũng ngon. Vậy là mọi người chưa biết đặc sản chỉ là tre chấm muối tiêu rồi. Đâu được đâu, không được. Không, không được luôn. Chén này là mình muối tiêu luôn. Nói cũng sai nữa muối mè. Không có được ăn luôn. Nói cũng sai nữa ghét. Làm như chương trình biết ý của tụi mình á. Tôi hỏi. Ê. Anh đỡ cho em. Ăn chọt lét anh ba giùm em. Thôi. Quá vậy ba. Cái gà này miếng bò lên chơi vậy. Bậy đừng có rơi vô. Cơm lam nè. Có cơm lam. Đó, đúng rồi. Cái muỗng nha. Đây nè. Để tôi đưa cho ông anh tôi cái nè. Đây nè. Để trả ơn. Trời ơi. Ngon bánh. Nhờ cái cơm nếp này nữa nè. Dạ. Nó kẹp đi. Thôi tuyệt vời. Wow. Chết dữ ơi. Chữa có chừng dữ ơi. Chịu không nổi dữ ơi. Rồi, bây giờ là mình sẽ thử món tiếp theo nè. Món này bị kiến bu rồi đó mọi người. Ăn cả lần luôn. Phải. Không được. Lá bếp này, lá bếp này, lá bếp này. Là người ta dùng để nấu canh thục đó. Đúng rồi. Này, này bí nụ luôn bông nè nha. Này là gì? Bông. Bông gì? Nó đút được ăn. Bông sữa đũa. Anh hỏi mình dự mà. Ờ, du viên bông sữa đũa em ăn. Không, tại vì có kết quả trước rồi. Cho nó miếng bông sữa đũa đi. À, đây là ớt nè. Ớt nguyên cây và trái luôn nè anh Bèo. Trời ơi, đã vậy. Dạ. Đã. Dạ. Lá ớt à, lá ớt bỏ vô cay lắm. Bỏ nguyên cây ớt luôn không? Dạ đúng rồi. Mua được quả sốt. Quá anh lên tâm anh buồn anh đi đâu vậy? Anh kiếm cái rượu cần.
dấu mất rồi. Có đâu, hết rồi. Đây, ai ăn bún thì ăn bún, còn ai ăn bún thì có thể húp. Em sẽ xin phép húp cái. Tự nhiên em. Cá nè mọi người ăn đi. Đúng rồi, cho cái túi cá kìa. Bèo, bèo, bèo. Bèo, mấy đứa ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, đừng làm gì. Rối đường hình. Về chỗ đi mấy đứa ơi. Bầu ơi, thương lấy ví cùng. Tuy rằng khác đội nhưng chung một bàn mà. Cho em ăn miếng được không? Ngon quá. Nước anh thấy sao anh? Trời ơi, quá cái nước luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Và báo trước cho các anh chị, vòng 3, vòng 4 cũng hấp dẫn kinh khủng nhất. Không, vòng này không ăn thì mất nửa đời người. Vậy nếu mọi người phải bù lại một miếng máu cho em chứ. Nãy trong lúc mọi người kéo, một miếng thịt của em đi luôn. Chả một miếng thịt bò ai, này ai làm đó? Không biết. Nhưng không mà biết làm sao? Một miếng thịt người đổi bằng một miếng thịt bò đi. Rồi, rồi. Sao em được? Nên là nặng cái gì này, dạ, nặng vô nó cắt nó tốt lắm á. Cắt mỗi người có một thử diện riêng ha. Khỏi hả? Anh có khi nào anh dít văn vào đây không? Anh giai bộ anh dít văn vô miệng em luôn được không? Thưa quý vị, là đã lúc chúng ta phải chọn một vị trí. Hồi nãy số 3 người ta chọn rồi. Huấn luyện viên. Giờ mình chọn số mấy? Huấn luyện viên. Theo em á là ba anh em mình là một đúng không? Chọn số 1 đi. Còn ý huấn luyện viên tính sao tính? Chào chú ba. Chào chú ba. Số 2 đi. Thấy vậy với số 2 phải không? Rồi chốt lại. Số 2. Rồi như vậy là vòng đầu tiên đội mình là số 3. Vòng này đội mình thắng là chọn số 2 và ăn những món ngon hơn vòng 1 rất nhiều ngàn lần. Đã rồi. Vòng 3 còn tiếp hơn nữa. Bây giờ chúng ta đến với vòng 3 của chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Khủng khiếp. Đủ rồi, đủ hết rồi. Mình ăn luôn nữa được rồi. Vòng 1 họ không phải giờ chơi không nổi mà đúng. Phải ép để vòng 2 chơi. Hay quá. Vòng 2 ngon. Ngon thiệt. Vòng 3 cũng ngon. Ngon. Đúng rồi. Vòng 3 bắt đầu ngon đây hả? Vòng 3 là đồ mặn hả? Đồ đồ mặn chứ. Đồ dẫn đồ mặn luôn hả? Đây, mời tất cả quý vị cùng chúng tôi xem những món ăn của vòng 3 là những món ngon hấp dẫn như thế nào. Trước đây, lá é được cung tiến cho vua thưởng thức và có tên gọi là tiến thực. Nếu lá é kết hợp với cơm trắng, sẽ có ngay món cơm chiên lá é. Không cần là vua, vẫn có thể thưởng thức món ăn này ngay tại Thiên Đường Ẩm Thực. Anh đầu bếp dùng bàn tay có đeo nhẫn để cho lá é vào cối xay, xay chung cùng một ít dầu ăn và muối. Khi vàng củ nén và tỏi, thì cho cơm trắng vào. Anh đầu bếp xóc chảo lần thứ nhất tầm 5 cái. Nêm gia vị và cho lá é mới xoay nhuyễn vào. Thiếu ớt xiêm cây là một sai lầm đó nha. Anh đầu bếp xóc chảo lần thứ hai, xóc đến khi mỏi tay. Cơm săn lại là được. Đơn giản vô cùng nhỉ. Cơm chiên lá é muối ớt xanh, đông đầy mùi hương của núi rừng. Cơm có màu xanh lá é của lá é. Ăn vào sẽ có vị the the, mùi thơm của tinh dầu lá é ngay đầu lưỡi. Ăn chung với tương ớt Colorman thì cha cha, không biết đâu là lối về. Riêng được trồng và sử dụng rộng rãi trong nhiều món ăn của Tây Nguyên. Sụn heo cháy riêng là món ăn gây khá nhiều thương nhớ cho người nào từng thưởng thức. Đem xay riêng. À, có nắp rồi, không cần vịnh tay đâu anh. Nhớ là xay vẫn còn sớ nha. Sụn heo đã ướp thì trộn chung với riêng mới xay xong tức thì. Chỉ vậy thôi là đem chiên trên dầu sôi. Cho đến khi sụn heo và riêng vang giòn thì dùng vợt này vớt ra và cho qua cái vợt khác, gõ gõ. Ta-da! Nhìn thôi là đã thấy ngon dữ lắm rồi. Riêng quyện vào vị giòn sần sật của sụn, ăn kèm cây sả, thêm chén mắm tôm nữa mới đúng bài. Ta
tay hơi run nha. Ớt xiêm xanh, còn gọi là ớt hiểm, là loại cây dại mọc đại ở Quảng Ngãi. Một đặc sản nổi tiếng với mùi thơm, nông giòn rất đặc biệt. Một nồi lẩu gà tiệm ớt hiểm sẽ là tâm điểm, làm cho đội thua khó kìm đấy nha. Gà ta làm sạch, chiên sơ qua dầu nóng. Cho nước dùng vào nồi. Nêm nếm gia vị, đặc biệt phải có nước mắm và nước tương Colorman nha. Cho thêm gừng, táo đỏ, kỷ tử và tất nhiên là thật nhiều ớt hiểm. Hầm trong vòng 20 phút. Vậy là đã có ngay một nồi lẩu sôi ục ục rồi. Nếu thiếu mẹt rau này thì không có gì để nhúng đâu nha. Nhìn nhiều ớt vậy thôi, nhưng ăn rồi mới thấy lẩu ngọt, thanh, thơm mùi ớt hiểm. Ăn lẩu ớt hiểm mà không hề thấy cay, nếu như chúng ta biết né ớt ra nha. Mới ăn trái ớt, bây giờ lại chuyển qua ăn luôn lá ớt nha. Lá ớt xiêm xanh có vị cay nhẹ, hơi đắng và rất thơm. Để anh đầu bếp giúp tộc trưởng nhà mình làm món heo tộc nấu lá ớt nha. Heo tộc làm sạch, ướp gia vị khoảng 20 phút. Phi hành tím, củ nén, ớt xiêm xanh cho thật thơm. Đẩy thịt heo tộc trong tô xuống chảo. Cho nước dùng vào. Phần nêm nếm muốn được đậm đà hơn thì không thể thiếu nước mắm Colorman. Thịt mềm thì mới thả lá ớt vào nha. Wow, vậy là xong món heo tộc nấu lá ớt rồi. Vị béo, ngọt của heo tộc cùng cái thơm, đằng đắng của lá ớt. Ăn rồi, coi chừng mê mẩn luôn đó nha. Hai đội hiện tại đã hòa nhau, ai cũng được thưởng thức sương sương rồi. Nhưng nếu bỏ lỡ những món ăn này thì đứt từng đoạn ruột luôn đó. Cố lên nào. Và chúng ta nên nhớ là vẫn còn một giải thưởng nữa, nằm ở vị trí số 1. Chưa biết là vị trí nào có nhiều tiền, cũng có thể những vị trí không có tiền thưởng. Và trò chơi ngay sau đây có tên gọi là săn heo rừng. Thưa quý vị thân mến, hai đội đều có khoảng thời gian giống nhau là 3 phút để chơi. Một người sẽ không bị bịt mắt, đứng tại một vị trí và bắt đầu điều khiển hai người bạn của mình. Vì hai người đó đang bịt mắt và cầm cây. Dĩ nhiên không phải hai người lên đập một lúc. Đi săn mà bịt mắt hả? Đúng vậy. Mà mỗi người sẽ bịt mắt và đập lần lượt. Người này vừa xong thì người kia đem cái cây về đưa cho người còn lại, sau đó mới đập tiếp. À, vẫn trong tư thế bịt mắt. Mỗi đội 3 phút. Rồi. Và chúng ta nên nhớ, chúng ta có một màu để chọn. Ở đây có hai màu là màu bạc và màu đỏ. Chúng ta đã chọn màu đỏ rồi, mà đập màu bạc của đội bạn là đội bạn đương nhiên được thêm một con. Số lượng của mình càng đập người ta bao nhiêu thì người ta càng sung sướng bao nhiêu. À, mình giúp cho người ta đó. Đúng vậy. Bây giờ sẽ nói hai đội mình, đội nào chơi trước? Cho đội dự chơi trước đi. Xin hỏi đội mình hai người đập là ai? Dạ em với Quốc Khánh ạ. Trời ơi, sẵn luôn hả? Có, chuẩn bị trước rồi. Rồi, còn như nào? Dễ ăn quá mà. Rồi, bây giờ mời dự qua bên đội bên đây. Dạ. Mình đứng đây mình điều khiển bạn mình. Dạ. Với sự nhiễu loạn thông tin của những người xung quanh. Được quyền nhiễu loạn. Em đứng gần đồng đội em đi. Đứng ngay đây. Ai là người đi trước? Khánh à. Nên nhớ khi mình đập được một con thì chắc chắn mình không biết là con của đội mình đội bạn. Sau đó mình sẽ về mình đưa cây cho bạn còn lại. Ok. Hãy chọn màu, các bạn hãy quyết định là đội mình chọn màu gì. Màu đỏ cho nó hên. Đi khách. Đi khách đi, quẹo trái, quẹo trái, quẹo phải, quẹo phải, quẹo 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 thắng luôn. Thắng cái gì mà thắng? Quẹo trái đi, quẹo trái đi rồi, quẹo trái qua một trái. Bắn nha. Đúng rồi, chưa lên cầm. Đúng rồi. Đi về. Chạy. Từ từ. Đi, rồi,
rồi, đi thẳng qua, quẹo phải. Tới được Phương ơi. Phải rồi, quẹo phải. Tới đây, quẹo tới. Dừng, dừng. Đập một, đừng đập, đập mạnh lên. Đừng đập, đừng đập. Dịch một trái nữa. Tới chút nữa, tới nữa. Quẹo, đừng đập, đừng đập. Trời ơi. Bây giờ để tăng đường khó. Rồi, quay 10 vòng, quay thầy chó, quay. Bây giờ đập được rồi, đừng có quay nữa. Đi thẳng đi. Đây, đây, đây. Quay lại. Đi thẳng, đi thẳng tới. Đi thẳng tới, thẳng tới, thẳng tới. Đập vô đầu ông trưởng tộc. Khoan, có lấy đường rồi. Trời mệt quá. Nhưng mà mọi người đừng có che mặt em luôn. Trời, hiểu rồi. Khi mà cho chóng mặt, anh ấy đã bị rối loạn tiền đình á. Đây, 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 đây. Em không bị thất gì. Chưa. Quay rồi, thẳng vô, đi thẳng vô. Rồi, thẳng luôn Phước. Khoan. Ơi, từ từ tới chóng mặt quý vị ơi. Trời ơi, rồi đi thẳng vô. Thẳng vô, thẳng sang luôn, thẳng sau vô. Đây nè, đây nè, hồi nãy giờ nè. Đập đi, mày, đập đi, đập đi. Đập, đập. Vô, mày mở cái miệng, mày ra, mày nói chuyện đi vô. Đập đi, đập đi. Đập đi, đập đi. Trời ơi, đập vô đi, dự ơi, đập quán dự à. Dự à. Mới cầm vô, Phước ơi. Trời ơi, đập dự ơi. Coi đập đúng rồi. Dự à. Đập đi, đập đi, đập đi. Phước à. Quẹo trái, Phước ơi, quẹo trái. Tao đau lại mày, Phước ơi. Cái gì tao nghe tiếng Phước ơi, tao lại mày chứng luôn tòa não người ta, Phước ơi. Cái gì tao nghe tiếng mày Phước ơi, mày quay ngược lại, Phước ơi. Nằm đi, nằm đi, nằm. Trời ơi. Hết giờ, hết giờ. Về, về, cho nó về nè. Thưa quý vị thân mến, như vậy là Quốc Khánh cùng với Phước với sự điều khiển của Minh Dự đập được một bạn đỏ, hai bạn đỏ, ba bạn đỏ và một bạn bạc. Là gì? Đợi mình lát nữa chỉ cần đập hai bạn bạc là huề rồi. Lời đúng bạc của mình không đập đi đập của người ta. Ngoài sự điều khiển của em còn sự vây bắt của đồng đội nữa. Thưa quý vị, bây giờ là sự cô đơn lạc lõng của anh Tân Bèo. Một thân một mình chống chọi với lũ yêu ma. Còn bên đây, người ra đi đầu tiên bước lên để đập heo đó chính là Nghị Linh Tâm. Và cho tôi dặn mấy lời với đồng đội của xin tôi. Xin mời. Các đồng đội hãy giữ vững lý trí. Nghe không được, nghe vòng đai bị phân phối. Hãy tập trung hơi của tôi thôi, đừng có bị người ta phân tán, hiểu chưa? Ok. Yes. Rồi, mời quay 10 vòng. Anh Linh Tâm. Nãy cái đầu tiên đâu có quay. Kỳ vậy. Cứ quay đi. Quay 2, 3 1 2 chậm chậm 3 4 5 6 7 8 9 10 thôi. Ở đâu ra? Ở đâu ra mới có 2 vòng thôi. Vậy thôi. Thôi, đừng có chuyện thuốc không ổn rồi. Đứng lại. Đúng rồi, quẹo trái luôn, quẹo chứ không phải quẹo được, quẹo được. Không được, cái này nè, cái này nè, nguyên tắc này phá phá. Đồng đội không được quyền, vì tôi không thấy đường làm sao tôi nói. Đúng rồi, qua phải chút, qua phải chút, qua phải chút. Đơn, đơn quẹo. Trở về cho Phụ, quẹo về bên phải, một phút. Mày lên, tôi. Mày chơi. Rồi, đi thẳng qua. Cao lên. Quay gì hết, đập rồi, đúng rồi. Đập đúng rồi. Đập đi. Ê, bại, quẹo bên trái. Trái. Thôi, nghỉ luôn đi. Kẹo tắt đi. Con già dạy chợ. Cầm cái cây cho bạn mình chứ. Cái cây, bên trái à. Dạ, đúng rồi, bên trái. Đưa cái cây đưa lại giùm cho người ta chứ. Rồi quay đi về đi thôi. Trời. Cứ đi thẳng đi, ai làm gì rồi, đâu mà. Cứ đi rồi đi thẳng luôn đi. Dũng đi cái hướng đó luôn. Hát đi, hát đi mấy đứa. Đi thẳng luôn Dũng. Đừng nghe ai hết. Heo đất ban của mình, thằng con 10 ngày bà con quẹo lựa. Chỉ muốn đi rồi, bà con 10 ngày bà con quẹo lựa. Bên trái một bước. Nào để dành tiền cho ba mẹ, để dành tiền cho con gái 10 ngày bà con 10 ngày bà con luôn. Vô lên, đánh. Đáp. Vô. Nhanh còn anh nữa. Nhanh lên. Đi về. Quay đi, đưa. Quẹo phải. Quay lại. Khúc này. Rồi, chụp đi. Trong trường hợp á, mà mình không gặp được heo là mình đặt cái đứa xung quanh luôn. Dạ. Đúng rồi. Đi thẳng luôn. Đập đi. Có quyền đập vô tay nó luôn. Ê, con heo của người ta. Rồi, buông ra. Bên đây. Cái vàng anh cắp heo đi ra đi. Đang. Đập.
chân đó. Rồi quẹo về, quẹo về đi thẳng luôn, không ai cản trở mình hết. Tất cả đã bị không chế hết rồi, tất cả đều không chế, hãy đi thẳng về luôn. Rồi quẹo bên tay trái, quẹo bên tay trái, hai người gặp nhau, hai người gặp nhau, Dũng đi lên luôn, Dũng đi lên luôn. Rồi đúng rồi, rồi mới là cướp của giết người. Trời ơi, thẩm ra ngoài luôn rồi, tao mệt rồi nè. À, đúng rồi, đúng rồi. Hiệp sĩ mù ơi, hay quá, đứng lại. Ê, cho có chừng đánh chưa? Đánh đi à, đánh đi à. Bước qua trái hai bước. Bước qua trái hai bước. Nữa đi. Nữa đi. Nữa đi. Nữa đi. Bước qua trái một bước nữa. Bước qua trái một bước nữa. Đúng rồi. Nữa. Nữa. Đáp. Đáp. Đáp đi. Đáp. Nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Tay vô. Rồi, rồi, bể rồi, ghé về đi. Đây nè, đi thẳng lên tôi nè. Thấy ông nội. Ông thấy nghe cái miệng tôi nói không nghe hả? Nghe. Ông đuôi hả? Ê, cái này đâu có được. Nó về nhà đi chỗ khác. Khoan, nói đi, nói đi. Liền. Nhà nó đã về nhà rồi, không còn gì để đập hết. Rồi, bước, rồi, bước. Đi chứ không có người. Ai nhào vô đập đi. Ai nhào vô cản trở đập vô đầu nó luôn. Ê, nó đẩy hoài kìa, khoan, đứng yên, đừng, hãy nghe hơi gió. Ủa, về được hả? Bởi vậy, cái này mình không biết được, cứ để cho nó về. Về hoài rồi, làm sao đó? Người có sức có hạn, hãy để cho tụi nó làm. Qua phải. Đúng rồi, quẹo bên phải. Đi thẳng lên. Không đi. Đi thẳng lên, con heo ở đây nè. Nói đây 180 độ, quay lại. Con heo đây à. Đi thẳng, đập cái đầu nó kia. Ai khoan, nó né rồi, khoan. Đi. Ê, đi thôi, đâu có múa gì. Trời ơi, tôi kêu đi. Đi đâu vậy? Đi đâu? Quẹo lại bên phải. Đúng. Rồi sao? Đưa chân trái lên. Đi thẳng. Đứng yên. Đứng yên. Rồi, từ thôi, đó. Em ưu tiên em chỉ anh ta một lần nha. Rồi, nói đi. Không được. Không được, tào lao luôn. Bây giờ, hãy cầm cái cây. Nghe tôi nè, đừng nghe, hãy cầm cây chọn như hán chọn ra sao. Quay 180 độ ra sao. Đáp. Đúng rồi. Đáp. Trời ơi. Mù ghe gió hay quá. Thưa quý vị, nói về con, có con heo thì đợi mình là hơn nhiều rồi. Rồi mình đã có tuổi, một bên thì mới mổ ruột. Một bên thì... Đứt dây chằng gối. Đúng rồi. Một bên là tâm lý không ổn định. Đúng. Mà nó có dời đi dời lại. Mệt chứ. Còn nói gì nữa, đội chiến thắng là đội của anh Tấn Bèo. Cái rương còn lại chắc chắn là của mình. Thôi, vào đại tiệc. Vô đi ăn đi. Bữa tiệc cuối cùng ngày hôm nay là những món... Cái gì hứ? Ủa, không ngon hả? Chỉ có cha chú mới ăn được thôi. Bây giờ mình thử món đầu tiên thưa quý vị, đó là cơm chiên lá é, hoặc là có thể gọi là cơm rang lá é. Em múc chứ. Thôi. Trời, nó phải ăn được múc cho mình nên anh không có dễ. Để đứa qua phục vụ anh chú coi. Dạ. Thôi, cảm ơn. Trời ơi trời, 8-9 nút lên chưa cho phục vụ, có 3 nút rồi phục vụ. Trời, chưa kể cái nút này bị hư nữa. Em xin phép cho em thử cái nha. Thử đi cưng. Đúng là lạ lắm. Cuộc đời đâu phải có những cái điều lạ lắm. Bắt đầu mình có thử được chưa? Cơm dẻo vừa phải. Nó là dạng cơm, là cơm rang. Cơm rang đó anh. Nhưng mà rất là lạ là cái hộp cơm rời ra hết. Nó rời những cái tình đoàn kết bên đây vậy đó. Đúng rồi, cả rồi. Không biết đâu, cái muỗng này nó cũng có vị ngọt thanh riêng của nó. Rồi, cái muỗng nó trông ngọt bằng cái ghế này được. À, cái ghế này ngọt lắm luôn á. Thôi Khánh, không có làm gì lát sóc dầm vô nướng chết. Đây. Sụng. Xương sụng. Ôi, chắc như nó rụp rụp nó. Đó. Em chưa biết ăn sụng nó bao giờ luôn á. Xương sụng ở ngoài là riêng nha. Ủa, dùng mới ngon chứ. Cảm ơn thầy nhé. Tặng em một miếng gọi là nhắc nhở ớt đây. Trời ơi, ăn muỗng với ớt ngon còn gì bằng nữa. Thôi, mấy cái sụn này làm sao bổ bằng sụn cá mập em uống mỗi ngày. Sụn heo thôi, đâu bổ bằng sụn cá mập đâu. Nói cho qua thôi mà. Để một miếng lá mơ luôn. Gói đó, gói luôn.
này ăn rà ăn rời. Cũng biết sao anh ăn đó. Anh ăn rời rạc quá vậy, anh ăn một cái thôi. Thôi. Thôi, 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 thôi. Đúng rồi, ngon lắm, đúng rồi, phải ăn chứ. Đó, ăn lại rồi. Công nhận tộc trưởng ăn có khác ha. Ngon anh, ngon. Ngon. Cái giòn của Trụng, cái thơm của Điền. Rồi. Nó cầm những cái mùi mắm tôm, những cái mùi dậy mắm tôm. Đúng rồi. Và các loại lá. Quá tuyệt vời. Hòa quyện với nhau hả? Dạ, hòa quyện. Cái phong thái chú mèo gấp cái miếng ăn nhìn nó ngon gì đâu. Đó là cái thưởng thức đồ ăn là mình phải ăn vậy. Em thấy cái tay anh Ba Vương ra cái rồi. Cái cách ăn của anh như một nam thần. Còn nếu cho tay anh thành thiên thần luôn. Dạ. Không, không được, không được. Cho mấy đứa thành tâm thần á. Nãy là giới thiệu món ăn là sụng. Sụng. Sụng là sao? Hả? Mấy đứa có biết sụng là sao? Là cái phần mà anh Tâm anh có nên anh bị cái phần bị thiếu. Nghe đầu gói của phần anh Tâm bị hư đó. Anh cần phải ăn món này nhiều. Dạ. Mình phải phân tách. Nhưng tại sao người ta không lấy thịt, không lấy sườn mà lấy sụng? Đó. Hả? Sụng làm cái này. Tại sao? Vì cái sụng nó mềm. Mình nhai cái sụng ăn luôn nó giòn rộp 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 nó cái vị nó thơm nè nó mà đậm đà rồi nhai cái sụn á à. Anh cho kìa. Cái này là chắc chắn là không bằng sụn cá mập của em đâu đúng không? Thôi vậy thôi để anh em chưa biết sụn cá mập luôn. Nó cứng cứng giống như cái chân ghế nè. Mẹ chú ơi, con tới đây không phải xin tiền hay xin gạo. Mà đến đây làm gì? Mà con chỉ xin mấy chú một miếng sụn heo này. Mấy chú cho con là công đức thêm dày. Dạ, không cho. Ý là nói là mình không có công đức hả? Trù, xin ăn mà nó trù. Trù người ta. Đây, chúng ta là heo tập nè. Chúng ta bỏ cái ớt cũng là ớt nguyên hả? Cành lá trái tâm lá ớt chị đâu có đúng rồi đúng rồi thực ra là ăn người ta tuốt ra người ta bỏ nhưng mà em thích để vậy là nhìn nó đẹp chứ với lại tăng thêm cái phần đau đớn cái độ kế bên trời thử đi nghe rột rột rã sao sao tập trung tuyệt vời cái nước đó hả nước thanh lắm cái mùi cứ mùi ớt với là cái mùi lá em mút cho nó nhẫn nhìn với nhau à bên đây còn tay còn chân ba lần phải không ạ? Mà mấy đứa em ăn có một lần thôi. Mà có một điều mà nói là anh rất là cảm ơn chương trình này. Mình ăn một lượt tới 2 tiệp. Mà bên kia nó ăn một tiệp một. Nếu mà không có chương trình này sao mình ăn được 2 tiệp như vậy phải không? Ngon ngon. Sao mời nữa nha. Dạ. Gia đình mình đang coi mình. Ủa sao ba đứa mình nói vậy? Con xin quỳ xuống đây. Mong chú thương cho con sụng liền. Rồi không cho ha, đừng hát nữa. Trời ơi, con gà nó thở kìa anh. Gà tiền bất hiểm. Trời ơi, con gà kìa. Ngon lắm. Đây. Anh ơi, anh Giang cái cổ nó ngoéo qua con mắt nó dòm em kìa anh Giang. Ngon thiệt á, chưa bao giờ mình ăn gà tiền hết á. Wow. Thưa quý vị, đây là tiền mềm rồi. Những cái món mềm này rất hợp với anh Linh Tâm. Có gan giống không? Anh thích mà rất tiếc anh ở đây gà thì bất hiểm nên rất cay. Không thôi cái thịt chắc không cay đâu. Cái thịt không cay. Đây em xin phép. Khỏi nó bốc thì luôn á. Trời ơi nó hấp gì mà ba mẹ nhà coi TV nói sao. Con ơi con làm cái gì mà gia đình không có cái gì để ăn hả con. Nhé nhẹ mà hút được. Đi. Cái gì vậy? Trời ơi. Em rớt bọt chưa? Bọt quá nhỉ. Bọt ngon em. Cay ngon vậy? Ngon chứ. Anh ơi. Ngon quá dữ, ngon thiệt á dữ ơi. Gà nó rút nữa. Mềm á. Gà ta mà hầm nước thanh đúng không? Gà mềm ớt thơm. Bây giờ vậy sao các em nó cũng nhiều gì là đàn em sau này đúng vậy mình ăn không cho các em ăn rồi người ta nói ra nó vô đàn anh sao kỳ chính xác, đúng rồi.
Cho em muốn nước gì em no sao em ăn. Uống hết ly nước này được ăn. Thôi ăn cái gì, ăn cái gì. Anh ơi. Làm vào bếp là vậy đó. Rồi, như vậy là các bạn rất xuất sắc. Đã uống hết như là đứa hứa. Uống hết thì ăn, rồi mời ăn chanh. Rồi mời ăn chanh. Uống hết lần nước này được ăn. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi. Em làm em mắc cười quá chứ. Cười ra nước mắt vậy. Thâm mặt là đứng à. Uống hết ly nước, no cho ăn nổi. Tính ra là nước chanh luôn á. Thôi nhưng mà nãy là Khánh uống rất nhanh luôn á. Rồi, mời Khánh ăn. Dạ. Món này. Món này nghe. Hai đứa uống chậm, ngồi nhìn. Đó, mời Khánh. Khánh vô Khánh. Như vậy bạn con vậy con không được. Tại vì á là tụi con là đùm bọc lẫn nhau lắm. Nhưng mà em thích chơi với người lớn lắm. Đúng rồi. Mấy người nhỏ này bồng bột lắm. Đâu. Rồi đi. Khánh, làm gì tới hai cái dây mình nặng không Khánh? Tội ác được đi ghi thêm đó Khánh. Không, nhưng mà ngon lắm. Ngon lắm. Có thực mới giật được đạo. Nhưng mà nó đạo gì, đạo đức giả hả Khánh? Khánh là nhà Khánh quê đâu? Con quê ở quận 4. Kính thưa bà con quận 4 thân mến. Chào con. Sinh nhật trong một gia đình đầy đủ. Có cha, có mẹ, có tiền bạc. Và được ăn đầy đủ nên nó mập mạp như thế này là gia đình mình biết. Nhưng cháu nó bán mạng cầu dính. Không phải. Cháu nó biết chứ. Mình không gì mình thì trời tru đất diệt. Nên nó cần ăn hơn cần bạn. Vì sao vậy đó? Chắc phải là nhìn cách sống của các đứa bạn đối với nó sao nên nó bỏ bạn đó. Mày nhớ đi Khánh. Những lúc diễn về khi đó gọi đi. Ủa, bây giờ cái này là hài kịch cái bi kịch vậy? Thôi nè nói chung là ba bạn đều uống hết nước thì được ăn, thôi ăn đi. Ăn đi cho biết, để không có cái cơ hội ăn đâu. Có tiền ăn cũng được. Sao mình nhìn ăn mình thấy tội quá, thương gia đình đó ha. Nhìn con sờ đói khát bơ vơ, không cha không mẹ như gà con sao xác. Tan nát tâm can nhìn con hiền đói khát, thà sống cảnh cơ hàng còn hơn phản bạn nghe con. Hay, hay quá đúng không? Thôi không sao, vòng cuối cùng chúng ta sẽ đến với những món mà chương trình truy lùng được mang về đây để tất cả mọi người thưởng thức. Đó. Xin mời vòng cuối của chương trình Thiên đường ẩm thực. Thưa quý vị thân mến, các số khác thì chúng ta chưa bàn tới. Nhưng mà riêng số này là số đầu tiên. Thì chúng ta phải mang về những cái gì gọi là đặc sản độc đáo đỉnh đệ nhất. Dạ. Yeah. Là cái gì? Đó là món sầu riêng. Sầu riêng được nhiều người ở Đông Nam Á xem như là vua của các loại trái cây. Sầu riêng là một loại quả chỉ có ở miền Nam nước ta và được đánh giá là một trong những loại trái cây có hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Sầu riêng có nhiều loại khác nhau. Kích thước quả khá lớn, bao bọc bên ngoài là lớp gai chi chít, nhưng bên trong là phần ruột với những múi sầu riêng vàng óng, thơm lừng. Mùi vị của sầu riêng rất mạnh. Không phải ai cũng có thể ăn được loại quả này, nhưng đảm bảo ăn rồi sẽ ghiền lúc nào không hay. Tuy mùi vị khá kén người ăn, nhưng những món ăn làm từ trái sầu riêng như là kẹo, chè, bánh lại khiến không ít người mê mẩn. Bạn có phải là một tín đồ của sầu riêng? Hãy nhanh tay tận hưởng dĩa sầu riêng thơm lừng, vàng óng kia ngay thôi. Sầu riêng là một cái món mà gọi là được du nhập từ nước ngoài đúng không? À. Ở Việt Nam thì có nhiều sầu riêng, cũng được nổi tiếng như là sầu riêng Sáu Ri, Phú Quốc, Cái Mơn, Hộp Lép, Cơm Vàng các kiểu. Đúng. Và khi chúng ta mua ở bên ngoài đúng không? Chúng ta dễ bị lầm lẫn.
về mở ra hộp đồ có lép hổng lép đó, muối sườn màu nhạt, cơm nhão không ngon, không đó, ngọt không ngọt đó. Rồi cái bà vợ bà mua chậm chậm chửi, nó mua cái gì dở vậy bà vợ đó, đi ông vợ đi mua đi, hai người ly dị luôn. Là chi chát sầu riêng à? Trời ơi, ăn miếng sầu riêng mà hai vợ chồng ly dị luôn. Trời ơi, bi đát quá vì trái sầu riêng mà hai người sống riêng luôn. Đúng rồi, cho nên thưa quý vị, vì một trái sầu riêng mà hai vợ chồng có một mối sầu chung đó, đó là không hợp với nhau nữa, nên chúng tôi đã tìm ra được một địa chỉ, một nơi uy tín mua sầu riêng vợ chồng hạnh phúc. Oh, mua về, trời ơi anh ơi, sầu riêng mua đâu ngon vậy, mua chỗ đó đó, trời ơi thương quá hung. Là chỗ nào anh? Chỗ nào mà ngon quá vậy? Sầu riêng ông Tơ bà Nguyệt. Đó là nơi có sầu riêng, và cũng là nơi con người gắn liền với chương trình này à. Và cũng là nơi có một YouTuber nổi tiếng. Wow, wow. Quen, mà quen. Một cái tên trái ngược, tên món này nhưng bán món khác. Gì kỳ vậy? Xin giới thiệu Khương Dừa. Ai mua sầu riêng có, ai mua sầu riêng, xin dừng chân ghé quán em. Em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Cảm ơn Khương Dừa. Dạ xin chào tập trưởng. Rồi dạ. Xin chào Khương Dừa. Dạ xin chào anh Linh Tâm, xin chào anh Tướng Mèo, xin chào anh Dũng, xin chào Khánh, xin chào Minh Dự và xin chào Phước ha. Dạ. Thưa quý vị, Khương Dừa là một nhà sản xuất, một YouTuber và một là thương gia businessman. Anh ấy về tận vườn, gặp tận bà con, cắt từng trái sầu riêng. Một ngày anh ấy bán có thể cao đến 2 tấn sầu riêng. Khủng khiếp quá. Vì anh ấy bảo đảm hàng đúng chất lượng, không nhúng thuốc và giá không hề cao hơn giá thị trường. Dạ. Yeah. Riêng các anh chị nghệ sĩ không bao giờ được mua. Lý do? Vì anh ấy toàn tặng. Cái này thứ nhất nè. Thiệt nghiêm túc. Còn lát sẽ tặng mọi người một trái. Trời ơi. Dạ. Như vậy, quý vị cũng biết dạo gần đây nghệ sĩ Đài Nghĩa và nghệ sĩ Trấn Thành mập rất là nhiều. Nhờ gặp rồi nhiều. Mọi nỗi đau đến từ Khương Dừa. Cái dòng mà mời là anh em mình đâu có cầm lòng đầu đâu, đúng không? Em ăn xong em chóng mặt luôn anh Nghĩa. Nãy em mấy muối? 6 muối. Anh cũng 4 muối. Trời ơi. Dạ thì nói chung là em thì công việc chính của em là sản xuất chương trình. Dạ mà nay là cái ông giám đốc sản xuất cũng mời. Dạ, ông mời tham gia vô cái vòng này. Ông giám đốc sản xuất lại Trần Thế Khương đúng không? Dạ. Dạ. À, ông Trần Thế Khương mời em Khương Dừa. Em thì dạo gần đây thì em có bán sầu riêng. Được cái sầu riêng cũng ngon, anh chị ăn cũng nó ngon, nên hôm nay em biết có anh chị tham gia nên em mang sầu riêng ngon nhất tới đãi các anh. Sầu riêng loại gì đây? Dạ đây mình có hai loại. Đây sầu riêng ri sáo với sầu riêng Thái Lan. Ri trước đi. Ri. Dạ, ăn ri sáo trước ha. Rồi, bưng cái ri qua đây. Dạ, rồi mỗi người một trái, ai khui được nấy ăn ha. Trời ơi. Đây là sầu riêng ri sáo. À, để dưới tạm thời đi ha. Dạ. Anh đây, ngồi đây, anh đứng anh làm cho em được khách mời luôn hả? Em khách mời đây, trước khi em về anh nói luôn cho nó có gọi là có một chút gọi là tấm thần tình của chương trình. Thưa quý vị, mỗi vị khách mời về làm món ăn hoặc là làm cái gì đó đặc sản hay gì ngon đem đến chương trình rất là trân trọng điều đó. Cái sự trân trọng đó là chúng tôi sẽ ăn hết từ trong ra ngoài về trái sầu riêng này. Hả? Ăn ra ngoài luôn hả? Đúng vậy. Ăn cái vỏ luôn. Còn đây là một món quà nhỏ gọi là tiền xăng. Dạ tiền xăng chương trình anh. Được mà anh. Trời ơi Khương ơi, cuộc đời anh là từ dưới là bùn đất đi lên Khương ơi. Không có gì anh làm được hết trơn á. Đây để em lấy cái cái excuse hộp. Me. Dạ. Có chân từ từ dính lại. Từ từ. Thấy cái cơm là ngon rồi đó. Trời xuất sắc anh Giang ơi. Mùa này thì sầu riêng rất là ít. Dạ. Mùa này chưa đúng mùa. Dạ à? Nó không đúng mùa. Kính lão đất lão. Phun xin cơ trời ơi trời. Với lại sầu riêng mùa này nó sẽ không ngon bằng cái mùng 5 tháng 5. Thấy ngon quá chắc ăn đại luôn á. Nhưng mà sao thấy lúc sau này là mùa nào cũng có sầu riêng. Dạ vợ chồng nghịch mùa nhiều lắm anh. Nó đúng có lai lai anh. Đó. Dạ. Wow. Ông đặc biệt là sầu riêng của Khương Dừa là không có nhúng thuốc. Có gì thấy không? Cái cơm ngon quá anh ơi.
Cái này có chấm nước mắm ớt không anh Beo? Không, cái này bỏ cái đó bậy á. Không, cái này chan mỡ hành. Thao ngọt lắm. Cái nhỏ đó. Thôi ngọt quá mọi người. Ngọt ngọt. Được mấy anh? Ngọt. Dạ. Wow. Ngon quá. Ừ, ai ăn được vui dữ vậy? Ừ, ai ăn được vui dữ vậy? Không ăn hả? Thôi đi, thôi đủ rồi. Nghệ sĩ kiếm tiền bằng nhan sắc mà giờ nó hại nghệ sĩ mập hết, đổi lên làm nghệ sĩ luôn. Anh cũng làm nghệ sĩ làm khách mời à. Rồi, nói chung là rất là ngon. Và thưa quý vị, làm ăn buôn bán uy tín thì bà con mới thương. Thế nên đơn giản chúng ta cứ làm ăn uy tín là được. Có sao bán vậy. Ngon cái này nè, đó đó đó. Như kem nè. Ăn như kem. À, mấy anh ăn Thái thử hả? Dạ. Cái mùa này là sầu riêng Thái là ở trên Tây Nguyên. Dạ. Ồ, cái này dữ nè. Này sầu Thái nó trái nó dữ à. Ồ, bộ đó sầu riêng Thái. Nó dày mà mỏng. Là cái này cái giống bên Thái nhưng mà trồng ở sầu riêng hay là trồng bên đất Thái luôn? Dạ, trồng bên đây, giống Thái, trồng ở Việt Nam dạ. Nhưng mà cái này hình nghe nó hình như là cái thịt nó nó dày cơm hơn. Dày cơm hơn. Ăn miếng đi. Nè, em uống cái này đi. Em còn này không? Dạ còn. Cho anh đem về nha. Nghệ sĩ tới giờ thấy sinh hoài nha. Mình á, tập cái tánh á. Đúng rồi, tập tánh. Mua coi sao để cho người ta nể. Mình ta tự cho đúng không? Ví dụ ăn, uống, no, mình không biết. Đằng nào mình không biết, mình không có tin. Dù có biết, anh cũng không nên làm vậy. Hả? Người ta đánh giá. Cái này còn không hơn, cái này còn không bán lại anh nha. Trời ơi, anh có tặng mà. Bán không lẽ người ta bán? Ờ, lấy giờ bán thì bán thiệt chứ, bán thiệt. Dạ. Thái nó luôn, nè. Nó luôn rất là ngọt. Ngon, ngon, nó nồng á anh, nó nồng lên cái mùi như rượu á. Ngọt đậm á. Dạ. Ngọt đậm, đúng. Ngọt gắt. Ngọt gắt. Cái kia cái gì ri ri là ngọt thanh hơn. Ngày hôm nay cảm ơn Hương Dừa đã mang tới cho mọi người rất là nhiều sầu riêng ha. Dạ, đây là một cái tập mở màn của chương trình Thiên Đường Ẩm Thực nhưng mà rất là xui xẻo là cái nhân vật tham gia chính của chương trình là có sự cố. Cho nên là em nghĩ là chắc là em phải lên để cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình, ủng hộ ekip chương trình. Sẵn em mời sầu riêng cho các anh với lại mấy đứa em dùng thử. Quá ngon. Dạ. Quá ngon luôn ơi. Thay mặt chương trình. Dạ. Anh cũng đại diện cho anh em nghệ sĩ. Cảm ơn nhà tài trợ cho sầu riêng. Dạ. Cảm ơn em đã có công đem những cái sầu riêng rất là mang đậm chất hương vị Việt và Thái để hòa quyện với nhau cho anh em mình ăn ha. Trời ơi, trời ơi. Ơi, cái dấu răng mày nè dữ. Nè nè nè, đây là của anh nè, Khánh nè. Của em nè. Đây là của Khánh nè. Nãy giờ chưa ăn cái nào hết á. Ủa? Rồi bộ Khánh với Phước ăn xong nuốt hộp luôn hay gì? Nè. Dữ là nó phải ăn hộp sầu riêng, nó phải luôn ăn để nó lấy hộp là nó luộc. Trong trong game á, mấy cái món kia ăn được, đói bụng ăn dạng sầu riêng trừ cơm á. Nãy như dữ là thua hai vòng phải không? Rồi bây giờ tiền sẽ có Phương ở đây là bắt đầu mình sẽ mở cái hộp quà. Anh Beo là hai hộp nào? À, số 2, số 1. Một, hai số 1 á. Dạ, số 1, số 2 để em lấy giùm. Số 1, số 2, số 3 là của đội bên kia ha anh? Đúng vậy. Đây, bây giờ anh mở đội của... Đổi một, mở một cái trước anh. Rồi. Anh mở một cái trước. Cái này là của anh Beo nha, bên gia đình anh Beo. Đây là giải thưởng của chương trình Thiên Đường Ẩm Thực mùa 6 dành cho đội chơi. Và nãy anh Beo thắng 2 vòng. 2 vòng. Và đây là cái thưởng của anh. 1, 2. 3, 2, 1. Được rồi, có rồi mọi người. Cái này 2 triệu nó cười xỉu nha. Để em nên mở cùng lúc cho nó thú vị. À, cái chót nè, cái chót này quan trọng nè, đó. Cái chót quan trọng. 3, 2, 1, đụng nóc rồi. Bên đây đụng nóc, bên đây đụng nóc rồi. Tao thì đẹp. Có nghĩa là chúng ta được 8 triệu. 8 triệu. Cũng hợp lý thôi. Bên mình mỗi người chưa được 700 nha, cảm ơn. Thôi chúc mừng mấy đứa nghe, ăn dầu riêng trừ đi ha.
Nói chung là nhờ cái luật chơi mới mùa này mà tụi em vớt vát được 2 triệu á, chứ như mấy mùa trước là tụi em về tay không rồi đó. Nói chung là ngày hôm nay chơi rất vui, ăn rất ngon và đặc biệt là Khương Dừa mang sầu riêng rất là ngon. Ngày hôm nay cảm ơn tất cả các anh chị, cảm ơn các bạn, cảm ơn Khương Dừa, cảm ơn tất cả mọi người. Thưa quý vị khán giả thân mến, đây là số đầu tiên của mùa thứ 6. Chương trình Thiên Đường Ẩm Thực là một trong những chương trình về ẩm thực duy nhất tồn tại qua 6 mùa. Chương trình chứ không phải là cuộc thi nha. Đúng rồi. Đây là chương trình vui nha. Đúng. Mà là về ẩm thực, vừa chơi vừa vui mà tồn tại qua 6 mùa là, thưa quý vị, là khủng khiếp. Bởi vì chúng tôi phải mang tới quý vị nhiều tiếng cười, nhiều công thức và nhiều gương mặt làm ẩm thực. Có cả nghệ sĩ, có cả người thường, có cả những người buôn bán gánh bán bưng, có cả những master chef. Rất nhiều người đã xuất hiện trong chương trình và đặc biệt là anh em nghệ sĩ đã hòa cùng chương trình để tạo nên một chương trình rất là vui. Và thưa quý vị, cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho chương trình. Cảm ơn nước mắm Clement đã đồng hành cùng với chương trình. Và chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện. Đây, cái gì phải có bảng cho nó hoành tráng chứ. Anh lớn tuổi nhất cái đại diện đi. Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Trời, đúng là mất bang luôn á. Vô, mời cả nhà. Nước mắm Colorman, đậm đà hương vị truyền thống.